Bộ phim hôm nay phải cố lên mang đến thông điệp tích cực về sự kiên nhẫn, đam mê và quyết tâm. Nó khuyến khích khán giả không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình và luôn luôn cố gắng vượt qua khó khăn bằng cách truyền tải những giá trị này. Bộ phim hy vọng sẽ truyền cảm hứng và động lực cho khán giả để đạt được thành công trong cuộc sống và công việc của mình. Không để các bạn chờ lâu nữa, giờ hãy bắt đầu bước vào phần review của mình nhé! Một anh thanh niên chuẩn bị vào làm ở phòng kế hoạch 3 công ty cao phát với tâm trạng tràn đầy năng lượng cuộc sống. Tiếp đó cũng có một anh dân văn phòng trên tay cầm chiếc điện thoại chạy thục mạng hô khẩu hiệu sống chết vì cao phát. Mà anh này không phải ai khác chính là trưởng phòng dự bị kế hoạch 3 Lý Thiên Nhiên. Trưởng phòng Cát bên này đang ngồi soạn danh sách những người đến tuổi kết hôn lại bị giám đốc Diệu làm phiền. Đang định bắt lỗi chú này làm việc riêng trong giờ làm, anh Cát lại phản đối do bây giờ hãn còn 15 giây nữa mới vào làm. Giám đốc Diệu thấy không bắt nạt được anh Cát này, quay sang chơi Lý Thiên Nhiên nói anh đi làm muộn, nhưng đối với người chuẩn chỉ như anh đây hãn còn 5 giây để ngồi vào bàn làm việc. Vừa đặt mông xuống ghế chu ong phòng, Cát đã đi tới nói cho Lý Thiên Nhiên một tin dữ rằng hôm nay cháu của chủ tịch đi du học vào đây làm. Vừa nhắc anh này liền xuất hiện giới thiệu tên Bạch Mã Soái, làm cho hai người kia đứng hình mất 5 giây không dám đối diện với Mã Soái. Thấy trưởng phòng Cát ngủ, Mã Soái liền đi tới đánh thức, mà cảnh này làm cho Thiên Nhiên nghĩ anh này mới vào làm mà đã chuyển sang công tác giám sát. Mã Soái đi làm quen hết người này tới người khác cho tới khi đến chỗ của Thiên Nhiên. Gặp Mã Soái anh liền có cảm giác rén lại được Mã Soái đi pha cà phê hộ khiến cho Thiên Nhiên bất ngờ. Sau đó nhớ lại những gì mình đã làm với Mã Soái sáng nay lại quỳ xuống hối lỗi. Lúc đi ra ngoài cùng trưởng phòng Cát, thang máy mở ra lại là chủ tịch và Mã Soái. Thiên Nhiên cùng anh Cát hết hồn khi thấy hai người này, chỉ khi thang máy đóng vào mới được thở phào nhẹ nhõm. Lúc cả nhóm chụp ảnh lại chỉ thiếu mỗi Thiên Nhiên thế mới cay. Anh bồi hồi ngồi bên ngoài đợi Mã Soái gọi tên mình ra chụp cùng. Cuối cùng Thiên Nhiên cũng đạt được điều ước ấy, thế mà Mã Soái lại nhờ anh chụp ảnh hộ. Sau đó Mã Soái còn nhờ Thiên Nhiên thêm một việc nữa, đó chính là bắt anh cầm cốc cà phê sau đó chụp ảnh làm điều gì đó. Hóa ra Mã Soái chụp những bức ảnh này chủ yếu là làm theo kế hoạch mà mình được giao. Xem tới bức ảnh mà anh chụp cùng với chủ tịch, trưởng bộ phận liền hết hồn hỏi xem Mã Soái chụp bằng cách gì. Anh không ngần ngại kể cho trưởng bộ phận biết lúc đó khi ở thang máy mọi người nhìn thấy chủ tịch không ai dám đi vào. Chỉ có anh mặt dày hơn cái thớt đi vào đó rồi xin chụp ảnh cùng ông sếp nhiệt tình này. Lúc sau Mã Soái cùng Thiên Nhiên đi vào phòng kế hoạch 3. Tại đây trưởng kế hoạch thấy dạo gần đây Thiên Nhiên có tiến bộ cho nên ông chuẩn bị thăng chức cho anh. Nói là làm trưởng kế hoạch thăng cho Thiên Nhiên lên làm hẳn phó nhóm khiến anh này thất vọng. Ngay sau đó ông cũng giới thiệu trưởng nhóm mới đến từ phòng quảng cáo, đó chính là Phạm Tư Tư. Mọi người đều rất vui mừng khi có trưởng nhóm mới, chỉ riêng có Thiên Nhiên là cay cú. Chuyển cảnh anh Cát tới cuộc họp đưa ra thiết kế điện thoại do phòng kế hoạch 3 mới thiết kế ra. Sản phẩm này có thể cạnh tranh với điện thoại gập thời nay. Mang trên mình thiết kế cá tính cùng với đó là 8 chiếc màn hình có thể gập ra vào tùy ý. Sản phẩm này của anh Cát làm cho toàn bộ mọi người đều ngưỡng mộ, cho anh một vé không đặt ngay lập tức. Thiên Nhiên trở về nhà với tâm trạng bực tức lại gặp ngay anh Shipper Liều. Thấy lối ra vào nhà mình bị đống hàng chặn, Thiên Nhiên liền tức mình đứng nói đạo lý cho anh Shipper biết, làm cho anh ta đến nỗi phải đau bụng. Cái kết của Thiên Nhiên là phải đi giao hàng hộ cho anh ta đến tối mới được vào nhà. Ngồi tại đây Nhiên Nhiên nhớ về những chuyện hôm nay đã xảy ra với anh, cay cú nhất vẫn là câu chuyện không được lên trưởng nhóm. Thiên Nhiên hứa với lòng sẽ đạt được cương vị sau đó sửa lại thẻ nhân viên thành phó nhóm, ngày hôm sau đi làm gặp Tư Tư. Khi mọi người vào thang máy với châm ngôn người thành công luôn có lối đi riêng cho nên Thiên Nhiên chọn đi sau mọi người mặc dù thang máy còn chỗ. Kết quả là anh bị giám đốc Diêu cho một vé đi làm muộn. Khi ngồi vào làm việc rồi Thiên Nhiên lại nghe thấy Tư Tư đang nói xấu anh lý do không được thăng quan tiến cấp. Anh này cay cú nói lại mãi về sau khi Tư Tư bỏ tai nghe ra, hóa ra cô đang nói chuyện với anh Shipper. Thấy dơ quá Thiên Nhiên muốn giúp Tư Tư một việc nào đó, kết quả anh được cô cho một vé đi lấy hàng dùm. Chuyển cảnh Thiên Nhiên lại mang dự án điện thoại mới cho trưởng kế hoạch xem. Theo ý tưởng của anh là thiết kế ra một chiếc điện thoại to ngang iPad nhưng lại nhỏ như điện thoại. Nghe xong trưởng kế hoạch tức điên với Thiên Nhiên do anh ngày nào cũng lên mấy cái ý tưởng ngu người. Ngay sau đó Tư Tư đi vào lại lấy được lòng của trưởng kế hoạch làm cho Thiên Nhiên càng thêm cay điên. Trở lại phòng làm việc hôm nay giám đốc Diêu mời cả nhóm đi ăn với điều kiện ngày mai không được xin nghỉ. Chính vì điều này lặp lại liên tục quá nhiều cho nên khiến cho Tư Tư bức xúc kể lại với anh bạn thân. Cô có ý định rời khỏi phòng kế hoạch 3 nên ngày hôm sau trong cuộc họp Tư Tư cố ý đi muộn. Ấy vậy mà trưởng kế hoạch không tức giận một phần. Khi cô lên kế hoạch của mình Thiên Nhiên lại thấy nó giống y đúc với cái mà hôm anh nói với trưởng kế hoạch. Thiên Nhiên nghĩ trong đầu chức vụ trưởng phòng sớm về tay anh ấy, vậy mà trưởng kế hoạch lại tuyên dương kế hoạch của Tư Tư làm cho cô vô cùng thất vọng, cùng với đó là sự cay điên của Thiên Nhiên. Sau khi kết thúc cuộc họp Thiên Nhiên có đi vào tranh cãi với Tư Tư, cô không ngần ngại mà nói ra việc mình muốn về phòng quảng cáo. Điều này đã được trưởng kế hoạch nghe thấy, ông liền gọi hai người vào kiểm điểm. Trưởng kế hoạch hòa giải cho hai người này bằng cách cho họ làm đối tác của nhau khiến cả hai không thể nào từ chối.
Đi về nhà, cả hai đều gọi điện cho bạn thân để phàn nàn chuyện hôm nay khi ra ngoài của Lại vô tình gặp nhau bất ngờ khi Lại ở cùng chung cư với đối tượng mình ghét. Chuyển cảnh trưởng phòng Cát, Lại tiếp tục với dự án gõ chữ bằng sóng điện não của mình. Ấy vậy khi chủ tịch hỏi đến kế hoạch này của nhóm anh, Cát Lại nói không tiếp tục kế hoạch gõ chữ sóng điện não nữa. Cho nên một lần nữa kế hoạch của nhóm ba không được thông qua. Hôm sau khi Thiên Nhiên và Tư Tư đã cố gắng tránh mặt nhau không gặp ấy, thế mà vừa mở cửa nhà ra hai người liền chạm mặt giang hồ. Khi đến công ty, mọi người Lại thân thiện với Tư Tư còn phớt lờ với Thiên Nhiên. Khi Tư Tư mua trà sữa về phòng, anh Cát Lại ra bắt lỗi nói cô là người mới mà ăn mảnh không mời cả phòng. Thiên Nhiên biết đây là cơ hội để cho anh thể hiện bản lĩnh của phó nhóm cho nên kêu đàn em Mã Soái đến mua trà sữa cho toàn bộ mọi người. Thiên Nhiên còn hào phóng đưa thêm cho Mã Soái vé giảm giá 5 tệ, sau đó trà sữa cũng đến tay mọi người trong sự vui mừng của Thiên Nhiên. Anh tự hào về Mã Soái nhưng cậu này lại đua lại khay trà sữa cho anh rồi bảo đi phát trà sữa tiếp. Hỏi mới biết ban nãy Thiên Nhiên bảo mua cho mọi người, Mã Soái không nghĩ ra nên đã mua cho cả công ty này. Điều này làm cho Thiên Nhiên cũng đến bất lực, còn Mã Soái thì tranh thủ đi phát hết trà sữa cho công ty. Đến khi ông chủ tịch thấy được điều này có vẻ như thấy Mã Soái thúa vị, sau đó lại bảo trợ lý đem bỏ trà sữa vì một người đứng đầu công ty như ông đây cũng không dám mời cả công ty trà sữa như vậy. Hôm sau nhóm của Thiên Nhiên lại có chuyến công tác bất ổn. Điều bất ổn đầu tiên đó là Thiên Nhiên và Mã Soái đã tới muộn giờ bay. Thấy Mã Soái làm việc với nhân viên không được, Thiên Nhiên liền ra vẻ ta đây xin chị nhân viên duyệt cho hai người đi qua. Ấy thế chưa để anh nói hết, Mã Soái đã kéo anh lên máy bay còn được ngồi hạng thương gia làm cho anh này bất ngờ. Phía sau lại là trưởng kế hoạch nữa cho nên Thiên Nhiên rất bất ổn. Khi xuống sân bay, Thiên Nhiên dẫn Mã Soái đến một nhà nghỉ tạm bợ mà hai người ở chung, một phần cho tiết kiệm sau này về còn có tiền quỹ đen. Thấy vậy, Mã Soái liền dẫn Thiên Nhiên sang khách sạn của cậu anh, nói ở đây không mất tiền thế nên khi đi công tác về hai người dư ra được hai khoản nhiều hơn so với ở nhà nghỉ kia. Xong kỳ công tác, khi nhóm của Thiên Nhiên tới công ty lại phát hiện Mã Soái đi rôn roi tới công ty làm việc. Thấy vậy sếp Diệu cũng phải né, còn Thiên Nhiên lại đi tới dạy cho Mã Soái bài học nơi công sở, đó là không bao giờ được cưỡi xe sang hơn của sếp. Thế nên ngày hôm sau Mã Soái liền cưỡi xe cỏ đi làm. Điều này cứ tưởng là an ủi được sếp Diệu, ai ngờ chiếc xe đó còn đắt tiền hơn chiếc mà sếp Diệu đang đi. Giờ nghỉ, Mã Soái cùng Thiên Nhiên và anh Cát đi dạo, Thiên Nhiên vô tình lại vớ được quả bóng golf. Thế là anh liền kể về chàng dài về quả bóng này, còn Mã Soái lại phải đứng núp một góc che gì đó. Khi đi ra mới biết được sân golf đó chính là của nhà anh. Anh Cát đến báo tin cho Thiên Nhiên công ty đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi chạy marathon. Người nào giành chiến thắng trong lần này có thể được thăng cấp tăng lương. Thấy cơ hội ngon ăn như vậy, Thiên Nhiên không ngần ngại mà đăng ký một slot. Nhanh chóng ngày thi chạy của công ty công nghệ cao Phát cũng tới. Mọi người khởi động nhiệt tình, cùng với đó là anh Cát tàn nhưng không phế. Mọi người chạy được một đoạn đã nghỉ dừng chân. Khi nghe phó giám đốc nói ai chạy về đích trước sẽ được 5.000 tệ, Thiên Nhiên liền điên máu chạy về đích, kéo theo đó là địch thủ của anh. Sau khi chạy gần về tới đích, người cầm băng rôn lại không cho Thiên Nhiên giành chiến thắng mà để cho phó giám đốc. Điều này đã khiến cho Thiên Nhiên không còn tin vào cuộc sống. Đến một tuần sau, anh mới kể lại mình đã trúng gió sau khi chạy bộ về, còn anh Cát thì gãy luôn chân. Khi chơi bóng rổ cùng với Mã Soái, cùng với đó là sự xuất hiện của Đắc Phân. Anh này tới giao chiến với Thiên Nhiên vào ngày mai. Nhanh chóng hôm sau, buổi thực hành đấu bóng rổ nội bộ được diễn ra. Thiên Nhiên ăn may khi chặn được một phát bóng của Đắc Phân, nhưng chính vì phát đó đã khiến cho phó chủ tịch Trịnh ngất đi. Sau khi anh Trịnh hỏi tên và phòng làm việc của Thiên Nhiên xong cũng ngất đi. Hôm sau đi làm, Mã Soái gặp anh Cát và Thiên Nhiên hỏi họ xem hàng tháng có gửi tiền về cho bố mẹ. Thấy hai người đều có nên Mã Soái gửi cho ông Bô 2.000 tệ coi như tiền tiêu vặt cho bố. Ông đây không cần nên hai bố con cứ thế chuyển tiền qua lại cho nhau. Hôm nay sếp Diệu đến văn phòng bất ổn, thấy mọi người hôm nay lười như hủi. Người thì ngủ gật, người thì lại bắt giận cho nhau. Thấy vậy sếp Diệu liền bắt mọi người điền kế hoạch đào tạo vào cuối tuần. Mỗi người đều viết ý kiến của mình sau đó bỏ vào hòm phiếu. Tất cả mọi người đều đồng ý đào tạo vào cuối tuần này, theo lý là bị bắt buộc. Ấy thế mà tấm phiếu cuối cùng lại là không đồng ý, làm cho mọi người vui sướng khi được ông trời độ cuối tuần không phải đê đào tạo mà được ngủ nướng. Sếp Diệu cay lắm nhưng anh vẫn phải chấp nhận vì mình là người giao kèo. Hóa ra lá phiếu đó là do một anh vô danh trong phòng lén bỏ vào. Mà anh này làm ra việc này cũng chỉ muốn mọi người trong nhóm để ý tới. Thế nhưng đời đâu như là mơ khi anh để ý tới họ, chứ họ có thèm để ý tới anh đâu. Phó giám đốc Trịnh hôm nay bỗng dưng mang đề án hoàn thành xuất sắc của phòng kế hoạch 3 tới để khen thưởng. Mặc dù anh Trịnh cay cú khi nhóm này hoàn thành xuất sắc lắm, nhưng anh Trịnh không còn cách nào khác mà phải tuyên dương họ. Ấy vậy mà cả nhóm không ai biết người làm ra bản kế hoạch này cả. Ngô Danh Thị đứng một bên mừng thầm, và hóa ra lại là anh này một tay làm nên. Danh Thị âm thầm như một thích khách tìm tòi mọi thứ trong công ty, đôi lúc cũng hóa bịp lấy đi vài tài liệu hiếm của công ty để làm cho nhóm mình. Đang còn hoài niệm thì chủ tịch đi vào khen thưởng anh, cho nên cả nhóm bây giờ mới biết Danh Thị làm ra điều này.
đến bây giờ Danh Thị mới nhận ra anh còn quan trọng đối với mọi người. Điều này làm cho ông cậu này lấp đầy được khoảng trống cô đơn 10 năm nay. Thế mà chỉ vài hôm sau mọi chuyện nó lại dậm chân tại chỗ đối với Danh Thị. Hôm nay là sinh nhật của anh, không có một ai ở bên cạnh. Cứ nghĩ lần này lại cô đơn tới đóng hòm, ai ngờ trong lúc tuyệt vọng nhất, nhóm báo đời của anh đi vào Happy Birthday. Mấy hôm sau, xu hướng tóc giả phát tài dành cho người hói đang được phát triển mạnh mẽ. Thấy vậy biết đây là cơ hội làm ăn cho nên nhanh chóng phòng kế hoạch ba lên luôn mẫu tóc. Nhóm báo văn phòng hôm nay trưởng kế hoạch Ngư thấy mọi người làm việc mệt mỏi cho nên quyết định tổ chức một buổi đi lên tiên cảnh cho cả nhóm. Nhưng trước hết trưởng kế hoạch thông báo ngày mai nhóm có cuộc bàn bạc với bên bộ phận vận hành về người đại diện VR. Nghe tới đây ai cũng rụt tay lại còn. Mỗi tư tư mải mê chơi điện thoại, không nghĩ gì mà giơ tay cao, cho nên trưởng kế hoạch nhanh chóng đề bạt cô ngày mai sẽ đi bàn bạc với bên phòng vận hành. Mọi người nhanh chóng giải tán, còn tư tư thì méo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối đó khi về nhà còn chưa biết ngày mai đi bàn bạc kiểu gì thì tư tư lại va ngay phải con rán trong tủ lạnh. Bên phòng của Thiên Nhiên và Mã Soái nghe thấy tiếng động, Thiên Nhiên liền trấn an cậu em, đó chỉ là điều mà tư tư chuẩn bị thể hiện vào ngày mai. Để chắc cú, Mã Soái còn ghé sát vào tường để nghe tư tư nói gì, thấy được cô nói đến việc liên quan đến ngày mai, Thiên Nhiên liền liên tưởng ra ngày mai tư tư ở trên cuộc họp đưa anh xuống đáy xã hội. Không thể để chuyện này xảy ra cho nên Thiên Nhiên quyết định đi sang nhà tư tư để hơn thua với cô. Ấy thế mà đi vào nhà gặp con rắn, hai người này lại sợ xanh mặt. Đột nhiên Thiên Nhiên nghe thấy tiếng động gì đó, anh đi kiểm tra cũng là lúc sang ngày hôm sau. Ở công ty bây giờ Thiên Nhiên mới nhớ lại tối qua đi xem tiếng động đó ở trên phòng tư tư mới thấy được cô đã tìm ra người đại diện từ lâu. Vì không biết ai là sự lựa chọn vào cuối tuần để gặp Châu Hà Mễ, vừa hay tư tư gặp Mã Soái và Thiên Nhiên. Cô hẹn Mã Soái cuối tuần đi cùng với mình nhưng anh lại có hẹn cuối tuần này đi ăn xiên bẩn với Thiên Nhiên rồi. Bỏ qua chuyện đó, Thiên Nhiên hóng hớt muốn cô chọn mình, thấy vậy tư tư liền cho anh làm dự bị. Ấy vậy hôm đó đi gặp Châu Hà Mễ, tư tư lại dẫn theo Thiên Nhiên, mà hai người này khi gặp nhau lại nhận ra nhau vì ngày trước họ là bạn bè quen nhau hồi cấp 3. Chuyển cảnh, phó giám đốc vì muốn lấy lòng anh mình cho nên dẫn anh đi tới một phòng toàn người, mà ở đây phó giám đốc cho biết thứ mà khiến trí tuệ nhân tạo thất bại chỉ có thể là con người. Chủ tịch thấy vậy cũng cạn lời với thằng em dại này rồi không cho kế hoạch này thông quan. Hôm nay ở công ty, Thiên Nhiên và Mã Soái tan làm nhanh nhanh chóng chóng đi theo dõi tư tư, nhưng khi đi ra ngoài lại không thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Thấy vậy Mã Soái liền không tin lời Thiên Nhiên nói là tư tư bắt cá hai tay. Thiên Nhiên liền kể lại chi tiết ngày hôm đó anh đã nghe lén được cuộc trò chuyện của tư tư cùng với hai bạn trai. Điều đó chứng tỏ rằng cô đang bắt cá hai tay. Mà điều này Thiên Nhiên đã xác minh rất rõ ràng với tư tư, vì tối đó khi về nhà anh có hỏi lại cô. Thật sự có quen người tên Ngôn Ngôn và Mạc Mạc. Khi ở trên công ty, Mã Soái cùng anh không ngừng bàn tán về chuyện này. Lại còn được mấy chị đằng sau nói về chuyện lễ tân có người bạn trai tên là Ngôn Ngôn nữa, làm cho hai người càng ngày càng đa nghi. Cho đến khi giám đốc Diệu Đê vào báo tin cho tư tư hôm nay cô phải tăng ca, Thiên Nhiên không ngại ngùng mà ở lại xin tăng ca cùng cô. Đến tối khi hai người ở nhà, tư tư có hỏi Thiên Nhiên xem thật sự anh có hận cô không. Thật ra ban đầu anh cũng hận cô thật, nhưng giờ thì đỡ đi nhiều rồi. Khi Thiên Nhiên ra về, tư tư lại đưa cho anh hai tấm danh thiếp. Một là màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho đồng nghiệp và hàng xóm. Thế nên hàng ngày Thiên Nhiên đều lấy hai danh ngã này đi sang làm phiền tư tư. Anh hết rủ cô chạy bộ mấy chục km đến học đánh vần, đến hôm nay cô cũng hết chịu nổi anh rồi. Thu hồi lại những gì đưa cho Thiên Nhiên, sau đó tư tư cho anh CHM cút về. Ngày hôm sau ở công ty, Thiên Nhiên than vãn với Mã Soái việc anh làm phiền tư tư vẫn không ăn thua, chưa giúp cô loại bỏ được Ngôn Ngôn và Mạc Mạc. Ấy vậy một lát sau tư tư gọi tới với tiếng khóc thảm thiết của người thất tình. Thấy vậy Thiên Nhiên không do dự nghỉ làm đi về an ủi cô. Trên đường anh vừa đi vừa tâm sự với tư tư cho đến khi về nhà cô. Lúc này được tư tư kể cho biết Mạc Mạc đang chế tạo vũ khí phá hủy thế giới mới, ối rồi ôi. Anh ngờ ngợ ra điều gì rồi nhưng vẫn cố xem Mạc Mạc là ai. Ngồi nghe tư tư kể chi tiết về người này, Thiên Nhiên mới biết hóa ra hai người cô hay nhắc đến là ở trong phim. Điều này đã khiến cho anh vô cùng giận dỗi, đến sáng hôm sau tư tư phải sang nhà anh với tư cách bạn bè để hòa giải. Thiên Nhiên nhanh chóng nguôi lòng, sau đó cả hai cùng đi tâm sự bên ngoài cho tới tận đêm vẫn chưa hết chuyện. Ngày hôm sau ở phòng kế hoạch 3 có mộ cô bé tên là Tiểu Mỹ vào làm. Mà cô này khi gặp Mã Soái hai người liền nhận ra nhau. Câu chuyện trở về tối qua khi Mã Soái đến một quán nhậu. Khi đang ngồi chờ đợi bạn bè tới, gái này đã đi ra chỗ anh ngồi trong tâm trạng say xỉn. Thấy Mã Soái có tài mà là con tài mẹ xỉu cho nên Tiểu Mỹ cố xin anh ít vận may mắn. May sao lúc anh đang chuẩn bị gái này hành xác, đồng bọn của Tiểu Mỹ đã đi tới kéo cô này về. Mà thật tình cờ hai người hôm nay lại là đồng nghiệp của nhau. Bên cặp đôi bất ổn bây giờ cũng không kém, khi chả hiểu sao Thiên Nhiên hãn còn giận dỗi tư tư nhiều lắm. Bên này Tiểu Mỹ vẫn bám dính Mã Soái như là keo con chó. Gái này cho anh nghe cuộc hội thoại giữa mình và cô bạn thân, tình cờ người ta lại rủ Tiểu Mỹ đi nhậu cùng với, đó là chơi với anh Siêu và A Hạo.
Điều này làm cho mã soái nghĩ cô bắt cá hai tay nên né ngay lập tức. Khi thiên nhiên đang phát tờ rời trong trang phục chú gấu ở công ty cùng với mã soái bên cạnh, anh cứ nghĩ là mã soái thật cho nên kể xấu hết về tiểu Mỹ cô gái mới vào làm ở phòng kế hoạch 3, sau đó còn đá sang chuyện của Tư Tư. Tới khi mã soái thật đến gọi anh đi ra chỗ khác, thiên nhiên mới ngớ người ra và người bên cạnh anh không phải ai khác chính là tiểu Mỹ. Đúng lúc Tư Tư cũng tới đây vì nghe thấy anh nói xấu mình. Chính vì việc này cho nên hai cặp đôi bất ổn này xảy ra chiến tranh lạnh, làm cho trưởng kế hoạch cũng bất lực thay. Ngồi trong phòng làm việc, bốn người vẫn chiến tranh lạnh với nhau, ra về thiên nhiên là người làm lành trước. Anh mặc bộ đồ chú gấu làm những hành động đáng yêu với cô, sau đó nhân cơ hội Tư Tư vui vẻ rồi liền ngỏ ý muốn đưa cô về. Ấy vậy thiên nhiên chơi lớn dùng hẳn đầu con gấu để làm mũ bảo hiểm, còn quay xế lại là Tư Tư. Kết quả hai người bị bắt phạt làm lơ người đường vì tội không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Bên quán ăn Hito, mã soái cũng đi tạ lỗi với tiểu Mỹ. Cô này được gì không được tài mỗi cái nát rượu bia, cho nên lại lặp lại điều mà mã soái không hề mong muốn. Hôm sau thiên nhiên mới khoe cho Tư Tư biết chiếc xe điện anh mới mua lướt mới 99%. Nghĩ anh đang bốc phét thì đúng là vậy thật, khi mở cốp xe ra là một đống hóa đơn đồ ăn, chứng tỏ con xe này đã đi rất nhiều rồi. Ở công ty lúc này, anh Cát cùng tiểu Mỹ đưa ra bản kế hoạch mới của nhóm kế hoạch 3 bất ổn. Thấy hai người này đang nói về công nghệ kết hợp, tự dưng lại lái sang rượu chè cờ bạc, phó giám đốc liền nghĩ họ mới đi nhậu về nên bà này lại không được thông qua. Tam tai này chưa qua, tam tai khác đã tới. Ngày hôm nay, người đàm phán của Cao Phát đi tới đàm phán công việc làm ăn với Hà Mã, hung bạo ra mức giá là 10 triệu không thiếu một xu. Ấy vậy cứ tưởng ngon ăn hợp tác thành công, ai ngờ người ta cho anh này về với nơi sản xuất ngay lập tức. Phó giám đốc thấy công ty Hà Mã hung bạo này khó ăn liền cho đàn em chuyển kế hoạch này sang phòng kế hoạch 3 với mức giá hợp tác là 8 triệu, nếu họ không làm được cả phòng kế hoạch sẽ bị xóa sổ. Nhanh chóng trưởng kế hoạch cho tập trung mọi người nói về kế hoạch lần này, bổ nhiệm ai đó đi tới đàm phán với Hà Mã hung bạo. Mã soái cùng thiên nhiên nhiệt tình xung phong đi, nhưng với hai người bất tài vô dụng sao trưởng kế hoạch cho đi được. Hỏi mãi không ai nhận, ông phải chuyển cho trưởng phòng Ngô đảm nhiệm việc này. Khi ba anh em siêu nhân đi vào đưa kế hoạch của mình cho cô Ngô xem, cả ba đều chưa đạt tiêu chuẩn. Nhưng ba người lại được mời đi đàm phán cùng với cô ở công ty Hà Mã hung bạo, khiến cho ba người này vô cùng lo lắng. Mà người lo lắng nhất chính là cô Ngô đây, khi ngày đêm mất ngủ tìm tòi xem chiến lược đàm phán với đối tác nặng ký này. Đến nỗi méo cả mồm mà không biết, nhanh chóng cũng đến ngày tứ đại văn phòng đi sang bên công ty Hà Mã hung bạo đàm phán. Trước mặt mấy người đây là chuyên gia đàm phán của công ty họ, anh ta QS biểu cảm của cô Ngô trên máy tính mãi không ra, lại nghĩ cô này là chuyên gia đàm phán do công ty Cao Phát mời về. Cô Ngô đây căng thẳng đến nỗi không nghĩ ra một chữ gì để nói, may sao máy nhận diện cảm xúc của bên đối tác vẫn không nhận ra được cô, do cô Ngô đã thay mặt khác đáp vào. Anh kia nổ giá 16 triệu tệ nhưng cô Ngô chỉ cho cái giá phải trả là 8 triệu bằng một nửa. Hành tung của cô Ngô làm cho anh này sợ hãi tột độ, cuối cùng cũng phải chấp nhận cái giá 8 triệu này. Hôm nay trên công ty, phó giám đốc đưa ra kế hoạch cắt giảm nhân sự đối với người trên 35 tuổi. Ai ở trên những độ tuổi này sẽ phải chim cút khỏi công ty, cùng với đó là việc gia tăng thêm số lượng nhân viên tuổi trẻ tài cao. Nghe tin này, trưởng kế hoạch rất buồn bã. Còn trong nhóm kế hoạch 3, hôm nay anh Cát mới tậu được một chiếc màn hình siêu cong đến từ thương hiệu Trung Quốc. Tậu được quả màn hình mới này làm cho anh Cát rất mát mày mát mặt với cộng sự. Ấy thế mà trong giờ làm anh Cát có chú tâm đâu mà toàn nghịch cái khác được cái, thân thủ nhanh nhẹn cho nên giám đốc Diệu không phát hiện ra. Tối đó nhóm ba người già nhất phòng kế hoạch ra tâm sự riêng. Đến đây trưởng kế hoạch cũng cho anh Cát biết sắp tới anh không còn được làm trong công ty nữa vì đã quá tuổi, mới cả hôm nay phó giám đốc đã ra chỉ thị không thể nào chống lại được. Điều này làm cho anh Cát có chút buồn bã, nhìn sang nhóm thanh niên mới 18 đôi mươi lại ước được quay trở lại tuổi trẻ. Anh Cát sau khi về nhà tâm sự với vợ về tuổi tác của mình. Hôm sau anh Cát chơi lớn không dùng màn hình cong vào trong nữa mà dùng cái ngược ra ngoài, đúng là báo quá báo mà. Thấy tâm trạng của anh Cát không được tốt, cùng với đó là công ty sắp cho anh đi, đột nhiên thiên nhiên lại nhớ ra công ty đang có cuộc thi xem ai là người xuất sắc. Chính vì muốn cho anh Cát mạnh mẽ để chiến đấu cuộc thi này cho nên thiên nhiên và mã soái dẫn anh Cát đi chơi đu dây mạo hiểm trước. Anh này nhìn thấy người ta nhảy đã sợ đến tụt áp suất nhưng vẫn tỏ ra anh đây là hảo hán không ngán một ai bước lên chơi thử. Thiên nhiên mà mã soái bên trên thấy anh không hô hào gì cứ nghĩ anh Cát không sợ, hóa ra bên dưới ông chú này đã ngất lịm đi từ bao giờ không biết. Thấy kế hoạch này không được, nhóm ba người lại lên lịch đi bay lắc. Anh Cát bia rượu thì không uống được nên có gọi nước lọc, ai ngờ nhân viên ở đây báo 45 tệ một ly, trùng với tuổi của anh mà bàn mấy người ngồi cũng là số 45, khiến chi anh Cát tức mình chơi hẳn rượu mạnh sau đó lên bay. Mệt quá lại đi ra ngoài ngắm nhìn thành phố mình đang ở mà có nhiều muộn phiền trong lòng. Ngày hôm sau khi không thể nào chịu được cảnh này cho nên anh Cát đã xông thẳng vào cuộc họp của phó giám đốc, nói anh ta có tâm mà không có tầm ra chính sách sa thải nhân viên không đúng. Người như anh đây hãn làm tốt công việc ở công ty này không thể nào bị sa thải.
Anh Cát nói nhiều đến nỗi làm cho phó giám đốc cùng với mọi người cũng phải tán thành khen ngợi. Về phòng làm, anh Cát đã bê sẵn máy tính chuẩn bị đợi lệnh sa thải. Ấy vậy khi giám đốc Diệu đi vào lại báo tin cho anh không phải đi nữa. Mới đầu anh Cát còn chưa nghe ra, còn cố chấp nói mình bị sa thải. Đến khi trưởng kế hoạch vào nói, anh này mới tin, sau đó vui sướng không có gì tả nổi được. Đợt này sức khỏe của Thiên Nhiên không được tốt cho nên anh quyết định đi khám bác sĩ, hỏi ra các triệu chứng lại thấy anh chỉ mắc vào những ngày thứ hai đầu tuần. Bác sĩ chuẩn đoán Thiên nhắc chứng bệnh lo lắng không hoàn thành được công việc từ cuối tuần cho nên thứ hai mới hay bị bệnh như vậy. Đến công ty thấy anh dùng máy thở cho nên sếp rất lo lắng muốn cho anh về nghỉ lắm, nhưng công việc này chỉ có mỗi Thiên Nhiên làm được nên anh có muốn nghỉ cũng không có đâu. Lại được anh các chuyên gia hỏi nhiều đến Thiên Nhiên cũng phải bất lực khi anh này hỏi quá nhiều về vấn đề bệnh tật của anh đây. Đến khi vào họp, Thiên Nhiên lại đề bạt toàn những vấn đề về đời sống chẳng liên quan gì tới công ty, kèm theo đó là ngáp như nghiện cho nên nhanh chóng phòng kế hoạch 3 giải tán. Đến khi ngồi lại nói chuyện cùng với Mã Soái, em trai này mới hỏi xem sao ngày thứ hai Thiên Nhiên lại tuyệt vọng như vậy. Thiên Nhiên cũng không biết trả lời kiểu gì. Ngược lại đối với gia đình Mã Soái, ngày thứ hai là ngày mà gia đình anh trông chờ nhất. Nhanh chóng động lực cũng đến với Thiên Nhiên khi ngày thứ hai hôm nay anh không hề lo lắng đến công ty với một bản thân tràn đầy năng lượng. Nhìn vào khoản đầu tư đang tăng vọt, anh càng vui mừng, nhưng chỉ được đúng 5 giây nó đã tụt xuống làm cho Thiên Nhiên lại đi xuống đáy xã hội. Nhanh chóng cả phòng kế hoạch 3 bị mắc chứng bệnh công sở. Tin này đến tai phó giám đốc, anh này liền điều thư ký Thôi đi sang phòng kế hoạch 3 điều tra sức khỏe của họ kỹ càng. Khi thư ký Thôi đến chỉ có 4 người, còn những người khác không mắc dị ứng cũng là bị bệnh khác. Thư ký Thôi đi tới đây cũng không phải ngoại lệ. Anh nhanh chóng bị mắc bệnh công sở, còn bị anh Cát dồn vào đường cùng đến nỗi ngất đi. Khi quay trở lại báo cáo với phó giám đốc, thư ký Thôi liên tục nhắc lại câu của mình vừa mới nói. Biết bệnh công sở này đã lan sang diện rộng cho nên phó chủ tịch nhanh chóng báo cho anh trai biết, nhưng chủ tịch có thèm quan tâm đâu, lại thêm một chương trình bất ổn nữa đến với nhóm kế hoạch 3. Hôm nay ở trong cuộc họp giao nhiệm vụ cho các nhóm, trong đó phó giám đốc lại ủy thác nhiệm vụ cao cả nhất cho nhóm kế hoạch 3 vì lý do nhóm này độc nhân tài. Trưởng kế hoạch thấy không ổn chút nào liền đứng lên coi mình như là sếp của mọi người trong đây, bắt đầu phân bổ kế hoạch cho các nhóm còn lại. Mỗi nhóm của ông chú là không phải làm gì. Thấy vậy phó giám đốc thắc mắc, sau đó kết hợp cùng các nhóm kia giao lại việc thiết lập niên cao cho nhóm kế hoạch 3. Thấy tình hình không ổn, trưởng kế hoạch xin 8 phút đi về thảo luận với đồng bọn. Ấy vậy trưởng kế hoạch để cho mọi người chờ tới tận 7 tiếng không thấy quay lại. Thấy vậy phó giám đốc tức giận đi tìm lại được Tiểu Mỹ, cho biết trưởng kế hoạch đang đi công tác gấp hiện tại không thể quay về. Trở lại 7 tiếng trước khi trưởng kế hoạch còn ở công ty. Lúc quay về, trưởng kế hoạch đã dặn dò rất kỹ với hội văn phòng về kế hoạch từ chối vụ làm ăn lần này với phó giám đốc. Nhờ mọi người giữ kín bí mật, trưởng kế hoạch bỏ trốn, cùng với đó không tiếp người của phó giám đốc. Ngay lập tức nhóm kế hoạch 3 nhận nhiệm vụ khi thư ký Thôi sang gặp mọi người, đầu tiên là anh Cát. Thấy thư ký Thôi hơi nhiệt tình, anh Cát liền muốn hợp tác với anh này như ăn. Khi ngồi lại bàn bạc, anh Cát lại nói vào hôn nhân và hạnh phúc gia đình làm cho thư ký Thôi bất lực. Ra về lại gặp Tư Tư, anh Thôi nhân cơ hội muốn cô chung thuyền, ai ngờ cô không quan tâm mà lờ đi. Hết cách, thư ký Thôi liền gặp giám đốc Diệu muốn hợp tác với anh, vừa hay thư ký của trưởng phòng Ngô đi tới đây. Anh Thôi liền nhân cơ hội bảo cô này ký vào hợp đồng đại mỹ cũng vô tư luôn. Ký xong, thư ký Thôi mới ngớ người khi trưởng phòng Ngô làm gì có trợ lý hay thư ký gì. Giờ mới ngớ ra đại mỹ là THUC tập mà cũng không phải cô, là thời vụ mới ở công ty. Thấy không làm ăn được gì, thư ký Thôi gặp mặt giám đốc Diệu để trao đổi. Hai người bàn trong phòng long trời nở đất, cuối cùng anh Thôi không chịu đựng được mà chim cút ngay. Tối đó khi mọi người đi ăn, khi Thiên Nhiên đi tới, mấy người có kể về kế hoạch niên cao hôm nay. Ai đó cũng nói không ký vào dự án đó cho tới khi Thiên Nhiên lên tiếng. Anh nói mình đã chấp nhận làm kế hoạch đó, còn kể lại lúc đó gặp anh Thôi được anh ta kể lại cho. Việc làm kế hoạch này rất ngon, cộng với đó nếu thành công sẽ được thăng tiến lên một tầm cao mới. Nhưng đời đâu như là mơ khi Thiên Nhiên chỉ cho anh Thôi và mọi người một cú lừa, chứ anh làm gì ngu mà ký vào đó. Ngày hôm sau khi phó giám đốc tới gặp nhóm kế hoạch 3 đã đưa ra kế hoạch niên cao cho nhóm kế hoạch 3 xử lý. Mà người ký không phải ai khác chính là Tư Tư. Mọi người bất ngờ không biết tại sao cô lại ký, đến Tư Tư cũng không biết cô ký vào lúc nào. Để chứng minh, phó giám đốc tường thuật lại toàn bộ quá trình để lấy chữ ký của Tư Tư. Còn cho mọi người xem video chính tay cô đã ký vào đó, làm cho cả nhóm bất lực. Hôm sau ở công ty đột ngột mọi người lại tốt với Thiên Nhiên bất ngờ. Anh không hiểu sao đồng nghiệp lại làm như vậy, nhưng Thôi vẫn đồng ý cho họ vui vậy. Đến khi Tư Tư đến, Thiên Nhiên mới hỏi xem có chuyện gì, được cô cho biết dạo này công ty đang lập ra bảng thống kê theo tuần xem nhân viên nào làm tốt sẽ được ở lại, ai xếp cuối cùng sẽ là người bị sa thải. Chuyển cảnh khi ngồi làm việc, anh Diệu lại mang một đống tài liệu tới cho Tư Tư làm, nhưng cô là một chúa lười làm hộ việc của người khác cho nên nhanh chóng từ chối. Thấy vậy giám đốc Diệu phải đổi sang đưa cho Thiên Nhiên, mà anh này không ngần ngại nhận luôn công việc này.
Đến khi Tư Tư tới lấy hoa quả sạch về muốn nhờ Thiên Nhiên chở giúp cô đống này về nhà, anh lại báo bận tại vì hôm nay còn quá nhiều việc cần làm hộ người khác. Tư Tư mở cuốn sổ ghi nhớ của anh ra mới thấy Thiên Nhiên rảnh vãi ỏ từ dắt chó đi dạo hộ ông hàng xóm cho đến mua đồ ăn vặt cho mọi người. Thấy những việc này không liên quan tới việc làm cho anh thăng chức, Tư Tư liền phản đối nhưng Thiên Nhiên cố chấp vẫn làm theo ý mình. Ấy vậy ngày hôm sau khi đi làm mọi người nhờ anh làm này nọ, Thiên Nhiên liền từ chối thắng làm cho Tư Tư rất hài lòng. Đến khi về rồi cô lại nhờ anh bê hộ đống hoa quat về, Thiên Nhiên lại không làm hộ, nói đang làm hộ Hà Mễ khiến cho Tư Tư lại bất lực. Cứ thế đống hoa quả của Tư Tư không được chuyển về khiến cho nó hỏng không thể nào ăn được. Cô tìm Thiên Nhiên để tính sổ, anh ta lại báo bận vì phải đi phục vụ Hà Mễ. Đến tối khi anh ta sang nhà Tư Tư lại phát hiện Hà Mễ tới đây tìm Thiên Nhiên. Cô ra hỏi xem sao dạo này Hà Mễ lại sai vặt Thiên Nhiên như vậy, Hà Mễ lại chai mặt nói cô chỉ đang rèn luyện cơ thể cho Thiên Nhiên mà thôi. Thấy gái này quá đáng, Tư Tư liền lấy tư cách là trưởng nhóm của Thiên Nhiên ra lệnh từ nay về sau Hà Mễ không có lệnh của cô không được phép sai vặt Thiên Nhiên nữa. Trong cuộc họp hội nghị của Cao Phát, khi phó giám đốc và mọi người hãn còn tung hô nhau về mục tiêu phát triển công ty thì Thiên Nhiên cùng với Mã Soái lại ngồi chơi phi phai sống dai thành huyền thoại. Khi ra ngoài thấy đèn của phòng kế hoạch 3 còn sáng, phó giám đốc vô cùng tức giận hứa danh dự ngày mai sẽ dạy lại nội quy công ty cho phòng kế hoạch 3. Hôm sau vì hoàn thành kế hoạch pi sớm cho nên đồng chí Đắc Phân ở bên kế hoạch 1 được phó giám đốc tuyên dương là có tinh thần trách nhiệm. Để không phụ lòng nhiệt tình của anh này, phó giám đốc Trịnh nhiệt liệt mời Đắc Phân sang bên phòng kế hoạch 3 làm giám sát 1 tháng. Khi anh này sang đây, mọi người bên phòng kế hoạch 3 vô cùng bất ngờ vì thấy ông cậu ất này. Đến đoạn đi giới thiệu với mọi người xung quanh ai cũng lảng tránh Đắc Phân vì tên này phiền chết đi được. Đến nỗi anh này phải van xin Thiên Nhiên bám chân không dứt, anh cũng không quan tâm Đắc Phân vì lý do nghi ngờ là gian tế. Kết quả anh này phải ngồi làm việc đến hết đêm tại phòng kế hoạch 3, mà tới sáng hôm sau khi mọi người tới nhìn thấy như vậy, mọi người liền tung hô động viên anh này làm chuột bạch cho Cao Phát tiếp. Chính vì những lời động lực này cho nên Đắc Phân làm việc càng máu lửa hơn. Còn hơn thế nữa là làm việc hộ cả văn phòng khiến cho mọi người vô cùng vui vẻ, còn Đắc Phân thì cay cú không thể nào chịu được. Nhanh chóng cũng trải qua 1 tháng ở phòng kế hoạch 3. Khoảng thời gian này làm cho Đắc Phân trở thành một con người khác, trên vai nặng trĩu với nỗi cô đơn, cũng sắp tới sinh nhật của Thiên Nhiên. Đột nhiên hôm nay Mã Soái lại kéo anh ra một chỗ khác rồi hỏi một câu rất khó xem, Thiên Nhiên có thấy anh từ khi vào làm có ổn không mới lạ chứ. Sau khi thuyết giải hết đạo lý làm người ở phòng kế hoạch 3, sau khi Thiên Nhiên, Mã Soái cùng với Tư Tư ngồi lại, họ có hỏi về sinh nhật bất ổn của Thiên Nhiên. Anh không dám giấu gì, họ kể cho từ sinh nhật 24 tuổi của anh nó đã bất ổn rồi, hầu như có tổ chức nhưng mọi người đều không đến. Hay những năm sau đó có tổ chức sinh nhật nhưng đều là tự thổi nến một mình vậy. Nghe xong câu chuyện của Thiên Nhiên, hai người đồng nghiệp thông cảm thay cho anh này, hứa sẽ đón sinh nhật cùng anh. Ấy vậy mà hôm sinh nhật của Thiên Nhiên trời lại đổ mưa to đùng làm cho Mã Soái không đi được. Mà trước đó anh cũng nghe dặn từ Thiên Nhiên rằng ngày nghỉ không được gọi điện hay làm phiền đồng nghiệp, đó là quy tắc, cho nên Mã Soái đành phải thất hứa với Thiên Nhiên về sinh nhật năm nay của anh. Tối đó Thiên Nhiên mở một bữa tiệc to đùng mời mọi người tới. Ấy vậy anh đã chờ rất lâu rồi vẫn không thấy một bóng ai tới cả. Cũng đến giờ nhà hàng đóng cửa nên anh cũng phả ra về cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật. Ngoài trời đổ cơn mưa để cho Thiên Nhiên có khóc không ai biết cả. Về nhà anh chỉ thấy những hình ảnh của Tư Tư hiện lên trước mắt, cứ ngỡ cô tới bên cạnh anh để chung vui sinh nhật. Đó cũng chỉ là ảo giác, mà lúc sau đúng là cô xuất hiện thật. Tiếp đó là Mã Soái đội mua tới đây ăn sinh nhật cùng anh. Cũng gọi cho mọi người trong văn phòng chung vui cùng, cho nên sinh nhật lần này của Thiên Nhiên đã không còn đơn phương độc mã nữa. Cả ba cứ thế mà uống đến say mèn kỷ niệm 32 tuổi cho Thiên Nhiên. Vào một ngày đẹp trời tại công ty Cao Phát, phòng kế hoạch 1 đang đưa ra sản phẩm mới mà họ nói là tác phôn với phó giám đốc. Với châm ngôn khi mang theo chiếc điện thoại này nó sẽ đi theo người dùng cả đời, kiểu như gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Đối với trưởng kế hoạch Ngư, ông lại nổ quả sẽ cho chiếc điện thoại này biến mất trong 1 tuần. Và từ đó chiếc tác phôn này được tới tay của Thánh Hề Thiên Nhiên. Anh này khi nhận được thì cứ như kiểu là vớ được vàng vậy. Một bên là Thiên Nhiên đi làm nhiệm vụ bảo vệ điện thoại, còn một bên trưởng kế hoạch lại ngồi nói về anh. Đầu tiên phải nói đến là bậc thầy chuyên gia làm hỏng việc. Tiếp đó là kẻ hủy diệt đồng nghiệp cùng với chuyên gia phá đám. Thiên Nhiên hồn nhiên ngây thơ dạo chơi trên đường phố, cùng với đó là tác phôn, anh đi đâu thì Đắc Phân theo đó. Thiên Nhiên đi xe buýt, Đắc Phân lại chạy bộ tới hẳn. Tối đến khi về nhà anh lại phát hiện tác phôn biến mất, may sao khách hàng ra ngoài lạ phát hiện ra em nó. Và kẻ để nó ở đây không phải ai khác chính là Đắc Phân. Khi ngồi trên vòng quay thế giới không may Thiên Nhiên làm rơi tác phôn, nhưng khi anh về nhà lại phát hiện nó đã được mang đến trước cửa nhà mình. Thiên Nhiên mặc dù cố ném chiếc tác phôn đi hết đén hố phân cho tới thùng rác ngoài chợ rau, Đắc Phân vẫn nhặt về được âm thầm trả lại cho anh. Nghi ngờ Tư Tư là người làm việc này cho nên Thiên Nhiên có sang hỏi cô lại cảm thấy anh bị ấm đầu. Đến cả khi Thiên Nhiên nó ném nó sang nước ngoài, Đắc Phân vẫn có thể mang nó về cho Thiên Nhiên.
đến khi thiên nhiên đáp nó hẳn xuống sông rồi đắc phân cay cú lắm nhưng vẫn phải nặn xuống lấy. Ngày hôm thiên nhiên cứ nghĩ là nó sẽ quay trở lại ấy thế mà chả thấy đâu. Đến công ty sếp hỏi anh mới ngớ người chạy đi tìm nhưng vẫn không thấy. May sao đắc phân cứu tinh lại mang đến cho thiên nhiên khiến anh mừng lắm. Ở trong công ty bây giờ phòng kế hoạch 1 đang rất đắc ý khi nghĩ mình sắp chiến thắng rồi. Ai ngờ khi thiên nhiên đi vào anh lại không thấy chiếc tắc phone đâu làm cho nhóm 1 đau đầu còn phòng kế hoạch 3 lại vui mừng thôi rồi. Cũng qua 6 giờ mặc cho anh Trịnh có cay cú như nào cũng phải cho nhóm cho phòng kế hoạch 3 chiến thắng. Đắc phân bên dưới nghĩ mình là kẻ chiến thắng còn đang đắc ý sờ ra đằng sau lại phát hiện chiếc tắc phone ở đây. Bây giờ anh mới nhớ ra khi thiên nhiên ôm cảm ơn đã lỡ tay ném vào đó. Nghĩ đến đây thôi mà đắc phân cay cú không thể nào diễn tả được. Lý thiên nhiên bây giờ đã bị nữ trà xanh Hà Mễ cho vào giỏ hàng nên bây giờ anh đây chuyện gì về Hà Mễ thiên nhiên cũng hỏi Tư Tư làm cho cô rất khó xử. Anh hỏi nhiều đến mức làm cho Tư Tư rất khó chịu phải tách anh ra đi vào tận nhà vệ sinh vẫn không tha buộc Tư Tư cho chim cút. Ngay sau đó vì không thể chịu được cảnh này cô liền đi gặp Hà Mễ xem con ả trà xanh này như nào. Biết cô gái này qua lại với rất nhiều anh trai nuôi cùng với đó là chỉ coi họ như chiếc lốp dự phòng mà thôi. Biết được thiên nhiên cũng trong số đó cho nên một người đồng nghiệp như Tư Tư không thể để yên. Cô nhanh chóng về gặp thiên nhiên giáo huấn lại cho anh ta biết không nên yêu Hà Mễ mà chia tay cô ta ngay đi. Anh không hiểu tại sao Tư Tư lại nói như vậy mặc dù ban đầu cô chính là người nối duyên cho anh và Hà Mễ. Tư Tư bất lực về thiên nhiên mà anh này lại đoán là cô ghen nữa làm cho cô cũng cạn lời. Đến khi chưa hết giờ làm việc thiên nhiên đã đòi đi hẹn với Hà Mễ làm cho Tư Tư phải ngăn cản lại. Mặc dù cô có khuyên anh như nào nhưng do bây giờ thiên nhiên đã đắm chìm trong tình yêu rồi nên không nghe Tư Tư khuyên mà cứ thế lẻn đi trong im lặng. Đến tối về cô đã đứng trực sẵn tại nhà thiên nhiên đợi anh về. Khi thiên nhiên lộ diện cũng là lúc cô khuyên lên khuyên xuống với anh này. Thiên nhiên lại cứ nghĩ cô thích mình cho nên mới làm như vậy. Tư Tư không ngại mà thốt lên cô thèm vào. Anh lại cảm thấy cô thích anh từ khi tặng cho anh cục phát wifi nhưng đời đâu có như là mơ khi Tư Tư đưa cho anh cái đó chủ yếu là để bắt wifi chùa. Hôm sau thiên nhiên diện trên mình bộ đồ lịch lãm kèm theo đó là bó hoa tươi để tối anh đi tặng Hà Mễ. Thấy vậy Tư Tư liền rủ anh đi gặp gái đó ngay bây giờ thiên nhiên vô tư thôi cho nên nhanh chóng hai người đi tới đó. Trong lúc chỉnh lại cà là vạt cho thiên nhiên Tư Tư lại phát hiện trà xanh kia đi với một người đàn ông khác nên cô không cho anh vào mà bắt đi về. Thiên nhiên khó hiểu cô này mà anh cũng đi về còn không quên tặng hoa cho Tư Tư. Cô không thèm mà đi về để anh ở lại. Chuyện gì đến cũng phải đến tối đó sau khi tăng ca xong Tư Tư lại thấy thiên nhiên không đi hẹn hò với Hà Mễ. Thấy mặt anh buồn như con chuồn chuồn lại được nghe lại hôm nay sau khi cô ra về anh đã thấy trà xanh kia hẹn hò với người con trai khác. Thiên nhiên cũng cảm ơn Tư Tư về những gì cô đã làm cho anh sau đó khi cô về nhà cũng đã nhận được kết nối wifi chùa từ thiên nhiên. Phòng kế hoạch 3 hôm nay lại lôi ra được chuyện đó là về anh Cát. Một đám người ngồi lại bàn tán về việc của anh Cát cho rằng trưởng nhóm Cát chính là bồ câu cao su. Khi Tư Tư lên phát biểu lại cho rằng anh Cát là bồ câu nhà có tí việc vì hết lần này đến lần khác khi có các cuộc hẹn cô gọi anh ta đều nói là nhà có tí việc. Đến Tiểu Mỹ lại nói anh Cát là bồ câu chúc rượu vì mỗi lần khi anh Cát gặp ai trong văn phòng đều rủ đi nhậu mặc dù sau đó đến hẹn lại nhà có tí việc không thể nào đến được. Hết người này đến người khác đứng lên nói về anh Cát bồ câu đủ các thể loại. Lần này Mã Soái đi công tác với trưởng nhóm Cát cho nên thiên nhiên đã dặn dò cậu này rất kỹ. Cho đến khi hai người này về thấy anh Cát tâm trạng rất vui vẻ thiên nhiên liền nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Ai ngờ khi ra hỏi Mã Soái mới biết hôm đó ở ga tàu Mã Soái đứng đợi anh Cát rất lâu mà vẫn không thấy đến. Đúng như là bồ câu cao su hay là bồ câu leo cây như mọi người nói vậy. Cho đến khi bật định vị lên cứ nghĩ là anh Cát gần đến ai ngờ khi gần đến định vị của anh Cát lại càng ngày càng đi xa ra. Đến lúc Mã Soái ký hợp đồng gần xong với bên đối tác lúc quan trọng nhất anh Cát mới tới làm nền cho bản hợp đồng. Chính vì anh Cát cho mọi người leo cây nhiều quá nên nhóm kế hoạch 3 quyết định trả thù bằng cách cho anh Cát leo cây lại. Kế hoạch đầu tiên của mọi người là cho thiên nhiên mời anh Cát cùng đi chuyến công tác cuối tuần này với anh. Anh Cát liền đồng ý không do dự ấy vậy cứ tưởng là thành công rực rỡ ai ngờ việc lừa này không thể nào qua mắt được anh Cát. Cho dù bên thiên nhiên có nhóm hỗ trợ nhưng vẫn không thể nào cho anh Cát leo cây được. Đến cuối cùng anh Cát cũng bị lừa tới bữa ăn trước. Đúng là không còn chiêu gì để lừa ngoài đi ăn cả. Đến bây giờ anh Cát mới được trải nghiệm cảm giác bị leo cây. Thật ra anh cũng không muốn cho mọi người leo cây như vậy tất cả đều có lý do cả. Đầu tiên là hôm đi công tác cùng Mã Soái do hôm đó vợ gọi anh là ba mẹ ở quê nên mới trễ hẹn như vậy. Còn những người khác cũng là vì anh có lý do của mình cả. Hết là vợ bắt tính sổ sách xong lại con ốm nên anh Cát không thể nào đến như hẹn được. Xong hồi ức mọi người cũng tới đây không cho anh leo cây còn theo đó là cả vợ con anh nữa. Tối hôm đó thiên nhiên sang tìm Tư Tư xin cô hỗ trợ nhưng do ghét anh này đã lâu nên cô không tiếp. Thiên nhiên quay trở về nhà tắm Tư Tư bên này lại nghe thấy tiếng anh kêu cứu cô lại đếch quan tâm.
Đến hôm sau đi làm, thiên nhiên mang trên mình thân xác hoang tàn không nhận ra. Anh còn ước được sống chung với ai đó nữa chứ. Chính vì không muốn cô đơn cho nên thiên nhiên nhanh chóng tìm được bạn sống chung với anh. Ấy vậy ba cái người này thuộc thành phần ối rồi ôi cho nên nhanh chóng họ không ở lại với thiên nhiên. Hôm sau anh lại mời được một ai đó tới nhà, khi người đó đến anh mới ngã ngửa khi biết là một cậu bé mồm chưa hết hơi sữa. Anh không tiếp chuyện mà gọi má cậu bé đến đón về làm cho thanh niên đó cay cú lắm. Đắc Phân bên này đi thuê một phòng trọ khép kín với giá là 922 tệ đầy đủ tiện nghi. Nơi đây còn có thêm một giường nữa, hỏi môi giới mới biết đó là phần của Lý Đức Phát, còn nói cậu ta có tố chất hơn Đắc Phân. Cứ tưởng Lý Đức Phát cả ai, hóa ra lạ là một chú chó đáng yêu. Khi Đắc Phân biết được đó chính là Lý Đức Phát thì anh buồn lắm. Chính vì khốn muốn ngủ cùng với chó nên Đắc Phân quyết định làm vô gia cư luôn. Trong lúc cơ hàn nhất, anh lại thấy bài đăng cho thuê nhà của ai đó. Tìm đến mới ngã ngưởng đó là nhà của thiên nhiên. Vào tham quan, Đắc Phân còn nói anh ở ơi, có người phục vụ tận mồm uống, có người pha ăn, có người làm. Thiên nhiên nghĩ anh sang chảnh lắm, nhưng trong tâm trí của Đắc Phân anh chỉ là một thằng vô gia cư mà thôi. Đến hôm sau khi thiên nhiên tới cửa hàng tiện lợi nhìn thấy Đắc Phân ở đây mới hiểu ra những lời anh ta nói ngày hôm qua. Vài ngày nữa công ty Cao Phát tổ chức một buổi ca hát cho toàn thể các nhân viên cho nên chủ tịch dặn dò rất kỹ với em trai làm ăn cho đàng hoàng một chút. Khi phó giám đốc Trịnh đi qua phòng kế hoạch ba lại phát hiện nhóm này đang ca hát vô bờ bến trong đây. Mà họ lại hát liên khúc tăng ca đi làm cho anh càng thêm hào hứng mà đi vào giao lưu chung luôn cho vui. Mọi người nhảy nhót tưng bừng, sau đó phó giám đốc Trịnh tuyên bố sẽ lấy bài hát này vào trong danh sách biểu diễn chương trình sắp tới tại công ty. Mà bây giờ Tư Tư không thể tham gia cùng mọi người được nên phó giám đốc Trịnh sẽ là người thay thế chân của cô. Cứ thế nhóm nhạc biểu diễn do phòng kế hoạch 3 đảm nhiệm ngày đêm chú tâm vào âm nhạc để kịp tiến độ cho buổi apply của công ty. Thiên nhiên cũng không quên Tư Tư mà anh bây giờ cũng thiện lành với cô rất nhiều, còn hay quan tâm tới cô nữa, làm cho Tư Tư bắt đầu có cảm tình với anh. Nhanh chóng buổi trình diễn ca nhạc của công ty Cao Phát. Bên trong nhóm nhạc phòng kế hoạch 3 điểm danh lại thiếu Mã Soái mới ối rồi ôi không cơ chứ. Bên ngoài màn múa thương của hai thánh hề Đắc Phân và trưởng nhóm đang gây láo loạn khán đài do tiết mục quá xuất sắc từ trên xuống dưới. Nhanh chóng nhóm nhạc bất ổn lên trình diễn. Màn trình diễn lần này của nhóm nhạc bất ẩn vô cùng khớp do đã qua tập luyện bài bản. Khán giả ở dưới vô cùng náo nhiệt, cùng với đó là sự sốt ruột của Tư Tư khi không liên lạc được với Mã Soái. Trên sân diễn tiết mục của nhóm nhạc bất ổn càng ngày càng sôi nổi cho tới khi Mã Soái đến thì nó đã kết thúc. Để tô màu cho buổi tối thành buổi đêm, nhóm nhạc bất ổn lại trình diễn tiết mục nhảy giặt dẹo do tự nghĩ ra. Cứ tưởng khán giả không đồng tình, ai ngờ họ còn khoái chí hơn là bài hát xin tăng ca hồi nãy. Đến cuối cùng nhóm nhạc bất ổn lại biến nơi đây thành một buổi hòa nhạc sôi động nhất từ trước tới giờ, còn phó chủ tịch Trịnh ngất lúc nào cũng không hay. Khi kết thúc chương trình, trợ lý Thôi đi vào báo cho anh Trịnh biết tiết mục của họ được bình chọn và yêu thích nhiều nhất. Đến khi về nhà, Tư Tư và Thiên Nhiên tự khao nhau bằng một nồi lẩu, xong cứ thế hai người hứng lên nhảy hết đêm. Giờ tan làm sắp đến rồi mà giám đốc Diệu vẫn đang trong phòng trưởng kế hoạch để nghe mắng vì tội chưa hoàn thành đề tài được giao. Lý Thiên Nhiên ở ngoài nhìn vào vừa thầm cười vừa mong cái việc đó sẽ không bị giao tới tay mình. Bị mắng một thôi một hồi xong, trưởng phòng kế hoạch đi ra như đang tìm kiếm ai đó cho kế hoạch dự án này. Lý Thiên Nhiên vừa quay mặt đi vừa cầu nguyện sẽ không bị dính vào dự án của sếp. Ấy thế mà lúc bị hỏi, ông sếp ngư kỳ diệu này lại chỉ sang Thiên Nhiên hỏi về cái dự án mà anh còn chưa biết gì cả. Bị bất ngờ, Thiên Nhiên chối bỏ vì bản thân chưa được giao dự án này. Lúc này đổ oan cho Thiên Nhiên không được, ông sếp cố gắng hỏi lại để cậu cứu cánh. Nhưng Lý Thiên Nhiên vẫn nói không nhớ gì về việc mình được giao dự án này. Ông Diệu văn văn vở vở không được, bèn lôi cả trưởng nhóm Cát sang tìm cơ hội cứu cánh thứ hai. Thế nhưng đời không như là mơ, trưởng phòng Cát cũng không thể cứu ông Diệu. Tưởng chừng như đã bị tóm thì trưởng phòng Cát lại bào chữa đỡ lời nên ông Diệu được phen thoát chớt. Thành ra Lý Thiên Nhiên lúc này lại bị trưởng phòng kế hoạch nhắm vào nói cho một trận ra tay. Đã vậy còn phải ở lại làm dự án cho kịp để mai nộp lại cho chủ tịch. Thời gian trôi qua chưa kịp ngủ đã sang ngày mới nên Lý Thiên Nhiên liền đi nộp kết quả làm hôm qua. Ấy thế mà vừa nộp xong, trưởng phòng kế hoạch lại nhớ rằng hôm qua không bảo cậu như vậy. Đã vậy còn bắt cậu làm nốt dự án khác ngày mai nộp. Đúng là càng già càng lú thật rồi, nhưng Thiên Nhiên hết cách đành quay đi. Vừa quay đi, ông trưởng kế hoạch lại hô hào lên đã nhớ ra khiến Thiên Nhiên nở nụ cười. Nhưng nghe ông nói nhớ ra nước pha trà hôm qua không nóng muốn cậu đi kiểm tra thì chắc là anh chỉ muốn đánh cho ông một trận thôi. Chuyển cảnh, Đắc Phân về thấy Thiên Nhiên đang ngồi thẫn thờ nên ra hỏi chuyện anh. Thiên Nhiên kể ra vấn đề trong lòng đang vướng bận. Bao năm qua anh cố gắng lên chứ trưởng nhóm vậy mà hết người đến người đi, anh cũng đã làm 5 năm ở đó mà vẫn chưa được. Đắc Phân nghe vậy mặt rất trầm ngâm nhưng lại trả lời toàn câu vô tri gây sát thương thêm vào nỗi buồn của Thiên Nhiên. Nhưng Đắc Phân lại nói có thể giúp Thiên Nhiên trong mắt mọi người được kính nể hơn, được nâng cao giá trị công sở của mình hơn. Nghe đến đó Thiên Nhiên tập trung hẳn vì đó cũng là điều anh đang cần. Đắc Phân nói làm gì hôm sau Thiên Nhiên sẽ rõ,
Ngày hôm sau, ông bạn bày trò đến phòng của Lý Thiên Nhiên giả vờ viết đơn xin nghỉ việc cho anh, sau đó để mọi người thấy. Lúc này trưởng nhóm Cắt hay cả Ngư Kỳ Diệu cũng đều lo lắng không hiểu tại sao Thiên Nhiên đột ngột nghỉ. Thiên Nhiên vừa đến từ ông Diệu tận tình hỏi han xin lỗi chuyện hôm bữa. Đến trưởng nhóm Cắt cùng mọi người đến hỏi thăm quan tâm khiến anh thấy là lạ. Đã vậy mọi người còn quan tâm nói chuyện liên tục mà mang phiếu lên cấp trên cũng được đóng dấu ngay. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Thiên Nhiên đến bên Đắc Phân để hỏi chuyện. Nhưng anh chưa kịp nói, Thiên Nhiên lại nghĩ mình đã được mọi người nhìn ra tài năng nên rời đi mà chưa kịp nghe câu chuyện. Về phòng, mọi người đều chăm chú nhìn anh làm với ý nghĩ giữ chân Thiên Nhiên lại, chỉ là dằm bay vào mắt giờ đây cũng làm cả phòng nhốn nháo cả lên. Mà lúc này trưởng phòng kế hoạch lại nói với ông Ngư Kỳ Diệu về Lý Thiên Nhiên, toàn kể về những khuyết điểm. Ngư Kỳ Diệu sợ rằng sếp mắng Thiên Nhiên lúc này sẽ kích động cậu nghỉ làm, vì vậy đã bênh Thiên Nhiên. Thế nhưng sếp nghe xong hùng hổ nói rằng sẽ ra cho Thiên Nhiên nghỉ. Nhưng chỉ được đúng 6 giây đã quay lại và quên mất định nói gì. Chớp cơ hội, ông Diệu lại nói rằng trưởng phòng kế hoạch định ra tán dương Thiên Nhiên nên mọi chuyện lại êm đẹp qua đi. Đúng là văn phòng bất ổn thật đấy. Thiên Nhiên giờ đây đúng như Phật tổ Như Lai của phòng, người người kính nể kiêng sợ. Chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ, khát có nước uống bưng tới, đói có đồ ăn. Chuyển cảnh về nhà, Tư Tư nghe tin Thiên Nhiên muốn nghỉ làm mà liền sang bên nhà anh hỏi chuyện. Đúng lúc này Đắc Phân ở nhà lôi cô ra kể chuyện giấy nghỉ giả để nâng giá trị cho Thiên Nhiên lên. Mà chuyện này anh ấy vẫn không hề hay biết nên mong Tư Tư giữ kín. Thiên Nhiên vừa tắm xong chạy ra, cũng may Tư Tư đổi chủ đề nhờ anh bê đồ sang giúp tránh nghi ngờ. Về đến phòng, Thiên Nhiên khoe với Bác Phân về hộp quà Tư Tư tặng. Bản thân Thiên Nhiên càng tự tin và thấy mình có giá trị ở phòng kế hoạch ba này, nhưng anh đâu biết Đắc Phân đã dùng cách nào. Không biết chuyện vỡ nở ra thì Bác Phân phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Nhiên thế nào đây. Ngày hôm sau trong cuộc họp trường phòng kế hoạch, Ngư có lời khen cho dự án dạo gần đây đang được nhóm trẻ để ý tới. Vì vậy nhân cơ hội đó cần mọi người cho ý kiến về các đối tác liên doanh sắp tới. Từ trường phòng Diệu đến trưởng nhóm Cát đều e dè khi bị hỏi. Nhưng Thiên thì lại hừng hực khí thế chờ phát biểu. Mà không phụ lòng mong mỏi sếp, chứ đã cho anh cơ hội trình bày. Nhưng ý tưởng của anh khi nói ra đều khiến mọi người bật cười, vì bên anh đề xuất liên doanh lại là Đại Mã. Công ty này chuyên thương hiệu luxury mà chưa từng kết hợp với bên nào nên khả năng thành công gần như bằng không. Nhưng Thiên Nhiên nói rằng sếp cũ của bạn tiểu học của con gái hàng xóm cạnh nhà chú anh là giám đốc điều hành, vì vậy anh sẽ đến đó đề xuất. Mà các bạn nghe xong, sự quen biết này có hiểu quen nhau ở chỗ nào không? Thiên Nhiên đến đúng theo thứ tự anh vừa kể ra để tìm giám đốc điều hành, nhưng ông ấy đang bị đột quỵ mà chẳng nói được câu nào. Trong cái rủi còn có cái may, anh xin được số giám đốc điều hành mới tên Jennifer liền gọi, nhưng vừa được hai câu thì bị tắt máy. Nhưng anh kiên trì gọi, cuối cùng cũng biết được cô Jennifer này đang chơi với con ở khu cắm trại nên tìm đến. Anh dành cả một ngày chỉ chơi với con gái của bà và thuyết phục, nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn. Bởi vì công ty Đại Mã trước giờ không liên doanh xuyên quốc gia, lần một thất bại anh đành trở về công ty đúng lúc mọi người bàn tán nên núp đằng sau nghe chuyện. Ở đó nghe được những lời từ mọi người làm anh nhận ra bản thân không phải được mọi người nể trọng, mà đơn giản anh đang là hố đen để mọi người xả vào. Buồn bã, Thiên Nhiên đi dạo loanh quanh nghĩ lại những lời nói của mọi người. Đến tối Đắc Phân trở về thấy chân gối mình đã được gói ghém, chưa hiểu chuyện gì thì Thiên Nhiên nói rằng bản thân anh đã biết chuyện đơn xin nghỉ việc. Chính vì chuyện này mà Thiên Nhiên nghĩ mình đang ở trên cao nên mới đi đàm phán với công ty Đại Mã. Quả này thì toi đời anh rồi, chuẩn bị nghỉ việc thật thôi. Ngày hôm sau đến văn phòng, mọi người lại như mọi ngày ân cần dùng lời nói nhẹ nhàng với anh. Nhưng khi sự thật anh không viết đơn xin nghỉ mà do Đắc Phân làm ra, mọi người lại thở phào, rồi mọi chuyện lại quay trở lại như ngày chưa có lá đơn xin nghỉ đó. Mọi việc lại đổ dồn lên Thiên Nhiên. Bỗng nhiên giám đốc điều hành bên Đại Mã gọi điện nói rằng quảng cáo chiến lược sẽ được chiếu lần đầu trên mạng vào tối nay. Mọi người ai nấy đều tán dương khen ngợi Thiên Nhiên vì đã thành công, sau đó hẹn nhua cùng xem. Đến tối tại công ty, mọi người tua đi tua lại mới thấy hình sản phẩm của công ty mình. Bé đến nỗi phải zoom lên khiến mọi người khó hiểu mà đi về hết một lượt. Ngày mới lại đến, mà lúc này cả Thiên Nhiên và Tư Tư ở văn phòng đều đang hết tiền mà tận 5 ngày nữa mới có lương. Đúng lúc trưởng nhóm Cắt ra rủ mọi người đi ăn mà mọi người không ai quyết định được món ăn. Vì vậy lại theo luật cũ gọi món lẩu xào tê cay. Nhưng đến lúc thanh toán, Tư Tư vì hết tiền nên cô đành nói bản thân đang giảm cân nên từ chối ăn, còn Thiên Nhiên lại nói bị đau bụng nên cũng không ăn. Hai con người nghèo khổ cuối tháng đây mà vì đói quá, Tư Tư đến khu vực pha trà lấy vài cái bánh để cầm cự. Mà Thiên Nhiên cùng ý tưởng này nhưng đến sau nên chỉ còn lại cái nịt cho anh. Mà tưởng vớ được mấy cái bánh để ăn, ai dè Tư Tư kiểm tra lại toàn bông tẩy trang với đồ hết hạn. Lên cơn đói, cô nghĩ ra cách gọi cho đối tác để hẹn đi ăn ké. Đến tối về lục cả tủ lạnh còn rau với cà chua mà Tư Tư còn phải chia ra làm 3 ngày ăn. Ngày hôm sau đến công ty, bạn bè nhìn thấy còn khen cô giảm cân quyết tâm, mà ai biết cô đang đói mốc mồm lên rồi. Lại cầm cự được thêm một ngày nữa nên thời gian lĩnh lương chỉ còn lại 3 ngày nữa là đến. Thấy gói bim bim sắp rơi ra mà Thiên Nhiên vì đói tìm mọi cách để lấy được nhưng chưa bó tay.
Vậy mà ngày trôi qua hai người họ cũng cầm cự được đến ngày mai là có lương, mà thiên nhiên đã biết hoàn cảnh của Tư Tư giống mình lúc này nên đã gọi Mã Soái kể công để được gửi đồ ăn. Ai dè đến lúc mở ra lại là cà phê vì anh ta tham khảo ý kiến mọi người biết rằng Tư Tư đang giảm cân còn thiên nhiên thì nhiều việc nên đã mua cà phê thay đồ ăn. Hai người vật vờ tại văn phòng không biết tìm cách nào để có đồ ăn. Đúng lúc dưới nhà có chương trình vượt thử thách sẽ được ăn vịt miễn phí. Mà ai dè đâu xuống đó chỉ còn một vòng nữa thôi là qua được mà cuối cùng hai người vẫn phải ngồi nhìn người khác ăn. Ngày hôm sau đã đến cũng là ngày lĩnh lương cả hai bàn nhau nay lại là cuối tuần sẽ đi ăn bữa no nê. Nhưng chưa kịp vui mừng thì phòng hành chính nhắn rằng lương bị trễ ngày mai mới có khiến hai người ngẩn tò te ra. Tháng mới lại bắt đầu mà thiên nhiên lúc này không muốn ở nhà cuối tuần nên muốn đến nhà Tư Tư hoặc trưởng nhóm cắt nhưng đều bị từ chối. Lý do anh không muốn ở nhà vì bản thân đắc phân suốt ngày ăn ké khiến thiên nhiên thấy khó chịu mà không làm gì được. Đúng lúc này giám đốc Diệu đi vào hẹn mọi người tối nay đi liên hoan liền được thiên nhiên đồng ý, may quá tự nhiên lại trốn được ông bạn đắc phân chuyên gia ăn ké. Như thường lệ mọi người lại hẹn nhau xuống dưới bốc thăm lý do chuồn về sớm. Ngày hôm nay Tư Tư không may mắn bốc phải lá thăm ngồi đến cuối với sếp nhưng thiên nhiên lại đổi cho cô khiến cô rất cảm kích. Mà ai biết rằng là thiên nhiên như vậy cũng được hôm trốn đắc phân. Đến tối tại chỗ ăn mọi người hẹn nhau đông đủ để vào mâm, vẫn bài cũ để trưởng nhóm cắt chuồn đầu tiên sẽ là cuộc gọi người nhà bị tai nạn. Nhưng áp dụng chưa xong đã bị giám đốc Diệu nói rằng ai bước ra khỏi cửa đầu tiên sẽ phải trả tiền. Vì vậy buổi liên hoan lại vui như chưa hề có cuộc chia ly. Mà sếp Diệu không cho ai về trước 12 giờ đêm nếu không muốn phải trả tiền. Nên mọi người dù mệt dù buồn đi vệ sinh cũng không dám bước ra khỏi cửa. Lúc này Đắc Phân nhắn đến hỏi thiên nhiên anh liền chụp bữa ăn ngon cho Đắc Phân ghen tị. Mà nào ngờ đâu 11 giờ 55 phút rồi anh ta lại vác mặt đến ăn khiến thiên nhiên bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bực tức dâng lên khiến thiên nhiên nói Đắc Phân một thôi một hồi ấy thế mà anh bạn này lại đòi gói mang về khiến thiên nhiên phát điên chạy đuổi theo. Đến khi nhìn lại đã bước ra khỏi phòng khiến sếp Rượu cho anh thanh toán bữa này. Tháng trước đã nhịn 4 ngày cuối tháng mà tháng này trả hóa đơn này chắc phải nhịn đến 2 tuần mất. Chuyển cảnh ngày hôm sau Tư Tư cùng mấy chị em buôn chuyện về việc chiếc tủ lạnh làm xa tình cảm hàng xóm. Nghe thì vô lý nhưng lại vô cùng hợp lý vì ngày xưa không có tủ lạnh có món gì không hết cũng đem cho nhau sẽ đỡ lãng phí. Nhưng từ khi có tủ lạnh đúng là đã dần xa cách. Mà đúng lúc này Đắc Phân đến tủ lạnh của phòng kế hoạch 3 bọn họ lấy sữa chua như của nhà anh ta khiến mấy chị em thấy mà tức điên. Sếp Ngư vừa ra quyết sách về việc đi làm muộn thì thiên nhiên lại đến muộn đúng lúc thấy sếp Ngư đang ở đó. Nhưng hóa ra sếp Ngư cũng đi muộn mà chưa có dám vào. Thấy thiên nhiên ở đó ông liền lấy anh làm bức bình phong mà nói rằng ở đây để bắt anh vì tội đến muộn. Đã vậy trong cuộc họp sau đó thiên nhiên lại đưa ra những tiết mục văn nghệ cho chương trình công ty sắp tới nghe rất lố bịch. Nào là ngâm thơ nhưng chưa sửa tên công ty nào là ảo thuật nhấn chìm cao phát nghe thôi đã bị mắng rồi. Chán đời anh ngồi một mình suy tư thì trưởng nhóm cắt đi tới. Anh khuyên thiên nhiên để ý công việc lại còn về trưởng phòng kế hoạch Ngư cứ 2 ngày sẽ lại quên ngay nên không bận tâm. Ấy thế mà mọi người thì cứ được khen còn đến lượt thiên nhiên lại bị soi mói. Mọi người làm việc vui vẻ thì được khen là nhanh nhẹn sáng tạo. Thiên nhiên cười lại bị coi là không nghiêm túc. Mọi người bàn làm việc sạch sẽ được khen ngợi còn anh lại bị mắng vì sạch quá chứng tỏ không làm gì. Đúng đến chịu với ông sếp này rồi mọi người ạ. Những chuyện này làm thiên nhiên dị ứng luôn với từ Ngư hễ ai nhắc đến lại phát mệt. Vài ngày như vật khiến thiên nhiên mệt mỏi nên đến quán rượu để giải khuây. Đúng lúc hôm nay có tiết mục của nhóm nhạc rock, không khí quẩy rất tưng bừng ngay cả thiên nhiên cũng thấy rất vui vẻ cho đến khi ca sĩ hát quay mặt ra. Người đó không ai khác chính là trưởng kế hoạch Ngư. Ngày thường ông nghiêm túc thế nào vậy mà hôm nay lại xuất hiện một bộ dạng rất khác, đã vậy còn lôi thiên nhiên lên biểu diễn cùng tạo nên buổi tối rất sôi động. Kết thúc buổi biểu diễn hai người ngồi lại nói chuyện về buổi diễn vừa rồi. Thiên nhiên hết lời khen ngợi về bài hát hơn nữa còn hiểu biết nên sếp Ngư rất thích lại còn nhận cậu làm tri kỷ. Đúng là gặp ông sếp thế này khó hiểu thật mọi người ạ. Sau đó cùng tạm biệt nhau ra về hẹn gặp lại tại công ty, quả nhiên sau vụ tối qua cách đối xử của sếp Ngư với thiên nhiên đã thân thiện hơn hẳn. Đã vậy còn đưa anh đi diễn tập cùng ông. Ngày qua ngày tình cảm đồng nghiệp của hai người họ tốt hơn hẳn. Thiên nhiên làm gì cũng được khen ngợi khiến cả Tư Tư nhìn thấy như vậy cũng không biết thiên nhiên dùng bùa mê thuốc lú gì mà thuần hóa được sếp Ngư. Nhưng chưa kịp ăn mừng được lâu trong buổi tập duyệt thiên nhiên thấy tinh thần đội dốc đi xuống nên đề xuất được hát chính. Điều này khiến sếp Ngư phật ý mà thái độ lại như trước với anh. Tình cờ anh thấy được bức ảnh nhóm nhạc Underwater World trong đó có sếp của mình mới nhận ra đã lỡ miệng hôm trước chê bai nhóm này. Suy tư kéo đến anh lại cô đơn ngồi nghĩ suy về chuyện này. Chuyển cảnh về chung cư của Tư Tư khi cô vừa về đến thang máy lại đọc được thông báo chung cư có kẻ lạ đột nhập lại còn hay quấy rối. Đúng lúc này có ông anh sửa thang máy đi từ thang bộ ra khiến Tư Tư sợ sệt. Nghĩ rằng ông anh này chính là người đang bị cảnh báo nên bước vào thang máy. Mà ông anh thợ này cùng lúc cũng đi vào thang máy làm Tư Tư nghĩ rằng hôm nay là ngày tàn của mình.
Đã vậy, ông anh thợ bắt đầu lôi dụng cụ ra làm tư tưởng tượng đến những viễn cảnh xấu, lại còn lôi điện thoại ra quay. Thế nhưng cuối cùng lại bị anh thợ đuổi ra để anh sửa thang máy khiến cô giơ cả mặt. Lóc cóc đi thang bộ lên lại gặp thiên nhiên, anh lại còn cẩn thận đưa cô vào nhà kiểm tra xung quanh xem có gì bất ổn không. Nhưng hóa ra người sợ chính là thiên nhiên, vì đắc phân vắng nhà nên anh đến phòng cô để bớt sợ. Đã vậy còn không chịu về, muốn ở lại với lý do trông nhà cho cô. Đêm hôm hai người không ngủ tâm sự đôi điều khiến tư thấy thiên nhiên tuy ngốc nghếch nhưng lại có tấm lòng lương thiện. Sau một giấc ngủ ngon, cô vừa mở mắt đi xuống thì thấy một đống dây trăng quanh nhà. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng lúc bố mẹ cô bất ngờ lên thăm. Bố của tư dính bẫy do thiên nhiên làm ra mà choáng váng. Thiên nhiên vừa dọn dẹp vừa ngượng ngùng không biết giải thích sao. Mà lúc này bố mẹ tư thấy thiên nhiên lại vô cùng mừng rỡ, không những không trách móc lại còn để anh ngồi cạnh. Sau đó còn gọi điện cho mọi người nói rằng thiên nhiên là bạn trai của tư. Cô nghe vậy cũng chỉ biết ngượng cười trong bất lực. Chuyển cảnh thiên nhiên đến buổi ký tặng sách của Vương Ngũ Lục, là chuyên gia về việc công sở. Ở đó anh lại muốn hỏi về việc bản thân luôn cố gắng nhưng lại đi tụt hậu so với đồng nghiệp. Mà cô Vương Ngũ Lục này cũng chẳng biết nói sao, đành nhìn sang quảng cáo giày mà nói bừa. Thế nhưng ông thiên nhiên này cũng không hiểu mà ậm ừ như thật. Mà vừa sáng đến công ty trường phòng kế hoạch Ngư đã cho họp cuộc họp hỗ trợ cảm xúc nhân viên. Trưởng nhóm Cát tự nhận bản thân ông điều tiết cảm xúc tốt nên không cần họp. Ấy thế mà sếp Ngư nhắc đến quỹ đen giấu vợ một cái là trưởng nhóm Cát lại sồn sồn lên đòi khô máu khiến mọi người bật cười. Chính vì vậy buổi họp lại càng xem như cần thiết với công ty, hơn nữa người được mời tới hôm nay chính là chuyên gia Vương Ngũ Lục. Lúc này Ngụy Thường Bân của phòng kế hoạch một xung phong tham gia buổi hỗ trợ cảm xúc. Chả hiểu hai người nói chuyện gì mà lúc đi ra gương mặt Ngụy Thường Bân rất hạnh phúc. Sau đó từng người đi vào để cô chuyên gia này giải quyết vấn đề cho. Mà thực sự không hiểu phương pháp của cô là gì mà ai vào rồi ra cũng vui vẻ hớn hở. Trưởng phòng kế hoạch Ngư cuối cùng cũng đến lượt để vào xin lời khuyên. Ông nói đang cần điều trị cảm xúc cáu bẩn trên đường vì nó khiến ông gặp rắc rối. Vương Ngũ Lục đang định trình bày thì thiên nhiên và tư xông vào. Anh dắt cô vào để chữa trị bệnh cáu bẩn mỗi khi thức giấc, mà sếp Ngư thấy điều này quan trọng hơn còn nhường cả lượt cho tư. Thấy hai bệnh này liên quan đến nhau, cô chuyên gia khuyên sếp Ngư và tư nên đi làm cùng nhau có thể giải quyết được vấn đề. Nghe xong sếp Ngư thấy có tình có lý liền gật đầu răm rắp. Quả nhiên những ngày sau vấn đề của mọi người ai nấy đều được giải quyết, lại còn loại bỏ được tính cáu bẩn công sở. Chuyển cảnh về nhà của thiên nhiên khi anh đang chơi điện tử còn đắc phân ngồi lẩm bẩm tính toán. Thiên nhiên tò mò lại hỏi thì biết được đắc phân đang tiết kiệm để mua nhà và chỉ cần 332 ngày nữa anh ấy sẽ mua được. Nghe thấy câu 332 ngày nữa cũng rất mừng vì có thể sớm cho đắc phân rời khỏi đây. Tiện thể anh nhờ đắc phân tính xem mình mất khoảng bao lâu thì mua được nhà. Câu trả lời là 330 năm khiến anh thắc mắc tại sao lại chênh lệch nhau đến vậy. Nhưng Đắc Phân kể ra từ chi tiêu đến sinh hoạt của anh ta đều tiết kiệm. Ở thì ở, nhờ ăn thì không mất tiền, mà đi làm thì đi bộ. Nói đến đó thôi thiên nhiên không còn muốn thắc mắc nữa. Ngày hôm sau anh đem thắc mắc chung này đến hỏi các đồng nghiệp. Kết quả mọi người đều tiết kiệm được, hơn nữa còn tiết kiệm được nhiều. Vì vậy tối về anh lôi một đống đồ không dùng ra chụp chẹt định bán đi. Đã vậy còn thấm nhuần tư tưởng dùng chung đồ của Đắc Phân, đến công thì mượn vest đồng nghiệp, điện thoại cũng bán luôn, chỉ dùng máy tính bảng. Đúng là ông thiên nhiên này bị làm sao thật rồi. Tối về vẫn còn gọi Đắc Phân vào với đôi mắt ham học hỏi về việc làm gì để tiết kiệm thêm được. Từ ngày học được tính tiết kiệm, ông thiên nhiên này lúc thì mua quần áo không giật mác để đổi trả. Đi uống cà phê thì tranh thủ book đơn để ship cà phê khiến đồng nghiệp thán phục. Đã vậy tối về còn cho thuê tầng một dưới nhà để cho người ta hát hò khiến tư thấy ồn ào mà đến bực mình. Đã vậy còn suốt ngày gõ cửa đến xin dùng chung đồ nhà tư. Chuyển cảnh Đắc Phân ở công ty lúc này đang nói chuyện với Mã Soái về mục tiêu tiết kiệm, mà ông bạn này như kiểu chuyên gia tiết kiệm đưa ra lời khuyên cho mọi người vậy. Nhưng vốn nhà Mã Soái đã giàu có nên khi nghe mục tiêu nhỏ tiết kiệm của anh là 100 triệu tệ, Đắc Phân liền cáo từ. Chuyển cảnh tại nhà thiên nhiên khi anh và Mã Soái đang chơi điện tử thì tư gọi đến. Cô muốn ngày mai anh xem qua phương án chiến lược về tiêu thụ sản phẩm mới của công ty. Đang ở nhà thiên nhiên mạnh miệng nói tinh thần của anh đang bùng nổ nên làm gì cũng được hết. Nghe xong câu đó tư liền chốt luôn câu ra mở cửa khiến thiên nhiên ngẩn ngơ luôn. Ai bảo ông tội mạnh miệng thích thể hiện. Ngày hôm sau tại công ty Đắc Phân được đeo thử nghiệm loại kính có phần mềm của công ty Cao Phát. Thiên nhiên đeo thử thấy hay ho nên mượn Đắc Phân làm một vòng công ty. Đi đến bàn làm việc của mình vừa ngồi xuống chiếc kính phát ra báo động. Quả nhiên là sếp Ngư đến mắng mỏ thiên nhiên, mà cũng may có chiếc kính này hỗ trợ trả lời giúp thiên nhiên không những thoát lại còn được sếp khen ngợi. Sau đó anh cùng Mã Soái hẹn gặp giám đốc Hạ để đàm phán, mà lúc này khí thế vẫn hừng hực vì anh tự tin mình có hai người không lo bị bắt nạt. Nhưng giám đốc Hạ bận không đến được mà thay thế ông hôm nay là ba người khác khiến thiên nhiên và Mã Soái đứng hình. Lúc này chiếc kính lại cảnh báo về việc sắp sửa xảy ra tình huống xấu hổ, yêu cầu nạp xu để được trợ giúp.
Chỉ cần hai cái nháy mắt, thiên nhiên đã nạp được tiền nên chiếc kính đã hỗ trợ anh cùng mã soái trong buổi đàm phán. Chiếc kính đưa ra những lời khen, câu nói mà thiên nhiên chỉ cần đọc theo khiến mọi thứ rất trôi chảy. Lý lẽ thì thuyết phục, giọng nói diễn cảm, lại có thêm dẫn chứng hùng hồn đã giúp thiên nhiên thành công trong buổi đàm phán này. Đến tối về nhà để rút được thẻ trợ giúp tốt, anh còn mượn cả tư tư bộ đồ may mắn để rút thẻ. Mà đúng thật, anh lại rút được thẻ không làm mà hưởng khiến thiên nhiên sung sướng. Thế nhưng sáng hôm sau đến công ty, anh nhận ra ai cũng đeo chiếc kính mà anh đang có. Lúc sau mọi người đến họp cùng chủ tịch công ty. Ở đó mọi người đều dùng kỹ năng có trong chiếc kính để đối đáp nhau, nhưng đến lúc tài khoản trong kính của thiên nhiên hết tiền, anh mới nhận ra. Tiền tài khoản trong kính liên kết với tài khoản thật nên anh đã bị trừ hết sạch tiền vì dùng dịch vụ rồi. Điều này khiến thiên nhiên ngẩn tò te ra đến ngủ còn nhớ về lương của mình. Nhưng tỉnh dậy lại thấy khung cảnh rất quen thuộc, thậm chí việc tư tư gọi anh để bàn chiến lược sản phẩm mới cũng bị lặp lại. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ và mọi chuyện chỉ là ảo ảnh. Chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, nên đến công ty thiên nhiên vui trông thấy gặp sếp Ngư còn khen ra sếp đẹp khiến Đắc Phân thấy lạ. Mà lúc này mọi người đang bàn luận về việc tình yêu công sở ở Cao Phát. Đang bàn tán thì thiên nhiên và tư tư đi vào trông rất tình tứ khiến mọi người hoài nghi. Mà giám đốc Diệu lại tiếp câu chuyện bàn tán này bằng cách dọa ai yêu nhau trong phòng kế hoạch ba này sẽ cho nghỉ việc. Tư tư nghe vậy chỉ biết im lặng mà làm việc, không hiểu tư tư và thiên nhiên thích nhau hay không mà cử chỉ dạo đây của hai người có phần thân mật hơn. Cùng nhau đi làm, cùng nhau gặp đối tác, đã vậy thiên nhiên còn tỏ ra muốn nói lời yêu với tư tư. Điều này khiến tư tư cũng khó xử mà tránh né thiên nhiên. Vì vậy thiên thiên hẹn gặp tư tư ra ngoài để quyết tâm nói ra nỗi lòng. Mà tư tư nghĩ tới lời giám đốc Diệu nói về tình cảm nhân viên cùng phòng mà e dè, cô nói cho mình 7 ngày suy nghĩ sau đó sẽ trả lời. Mà trong thời gian này chả hiểu sao thiên nhiên lại tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với tư tư. Điều này cũng khiến cô khó chịu vì rõ ràng mấy hôm trước cũng còn tình cảm với nhau. Đến tối hai người đi mua cà phê lại gặp nhau, mà ở đó tư tư vì bực tức chuyện thiên nhiên làm mấy hôm nay mà rời đi. Thấy vậy thiên nhiên liền gọi tư tư đứng lại để nói ra bản thân mới có 4 ngày đã nhớ cô, muốn được chăm sóc ở bên cô như xưa chứ không phải xa lánh tạm thời như hiện tại. Tư tư nghe những lời cảm động này đương nhiên là đồng ý, sau đó họ cùng nhau đi dạo tận hưởng cảm giác ở bên nhau. Đúng là tình yêu mới nở, đến công ty tư tư chỉ hơi mệt chút thôi thiên nhiên liền đến quan tâm. Đến buổi trưa mọi người trong phòng cùng đi ăn lẩu mà nóng quá, lúc này thiên nhiên và tư tư đều cởi áo khoác ra. Vô tình họ nhìn thấy mình đang mặc áo đôi cùng nhau nên thiên nhiên vội vàng mặc áo vào, mặc kệ mọi người kêu bỏ bớt áo ra vẫn nói mình bị lạnh. Để che giấu chuyện tình cảm lứa đôi này không cho mọi người biết, hai người còn cùng nhau bàn tính đủ chuyện để không gây nghi ngờ. Trước mặt mọi người trong phòng thì cãi nhau to như kiểu không nhìn mặt nhau, về đến nhà lại ân cần chăm sóc cho nhau. Ngày đến công ty thì đánh đấm nhau, ngày đến công ty thì mặt đối mặt hằm hè nhau. Đến mức trưởng nhóm các cũng phải can dự mà khuyên hai người họ. Chuyện này vô tình biến văn phòng thành hai phe đối lập, một bên thì bên tư tư, bên còn lại bên thiên nhiên. Hai bên cãi nhau nhức cả tai khiến sếp Ngư cho gọi họ vào để giảng cho một bài đạo lý, sau đó cùng bàn kế hoạch để thiên nhiên và tư tư giảng hòa. Nhưng cả phòng đâu biết họ đang yêu nhau mặn nồng. Kế hoạch được giao ra bên phái đoàn nữ đưa tư tư đi làm móng để giúp cô tâm trạng tốt hơn, tiện đó khuyên nhủ. Phái đoàn nhà trai lại đưa thiên nhiên đến chỗ đấm bốc, sau đó dán hình tư tư lên để anh xả giận. Nhưng tình hình xem ra vẫn chưa được như mong muốn, vì vậy họ quyết tâm đến tận nhà để giảng hòa cho hai người. Mà chưa kịp vào chủ đề, thiên nhiên và tư tư đã chủ động làm hòa cùng nhau. Điều này khiến mọi người vì lo cho thưởng Tết bị cắt, nếu không giảng hòa cho họ được cũng nhẹ cả người. Ngày hôm sau liền báo cáo cho sếp Ngư về tiến độ làm lành hai người họ. Nhưng lúc này sếp ngủ lại nhớ nhớ quên quên khiến giám đốc Diệu chóng mặt. Chuyển cảnh bên chủ tịch Phi Mã là cha của Mã Soái được nhân viên báo cáo dự án bên Cao Phát lại đang giống với dự án bảo vệ môi trường bên công ty mình. Hỏi ra mới biết đó là dự án do phòng kế hoạch 3 làm mà con trai của mình lại đang làm ở đó nên ông hẹn mọi người đi ăn. Sếp Ngư nghe tin liền cho giám đốc Diệu đi tìm người đi cùng để gặp đối tác. Người đầu tiên sếp Diệu tìm đến là trưởng phòng Ngô, nhưng sau khi thấy khuôn mặt vừa được sửa sang của cô thì liền rút lui. Ứng cử viên thứ hai là trưởng nhóm Cát lúc này cũng bị vợ khóa chân không cho đi. Tiếp tục tìm kiếm sếp Diệu định rủ tư tư thì thiên nhiên liền xung phong. Nhưng nhớ đến lần hẹn trước anh say mà khai sạch kế hoạch của phòng mình làm, sếp Diệu liền từ chối. Lúc này Mã Soái và Giang Mỹ được phân công tối nay đi. Tôi đến điểm hẹn, Giang Mỹ và Mã Soái nhìn trên bàn đủ các loại rượu đã thấy choáng rồi, vào mâm mọi người chào hỏi nhau bên phía công ty Phi Mã tỏ ra rất đắc thắng. Họ muốn hôm nay sẽ chuốc say cả hai người kia. Nhưng đến khi Mã Soái giới thiệu đầy đủ họ tên là Bạch Mã Soái khiến giám đốc Tôn nhận ra đây chính là con trai chủ tịch. Một phát đứng dậy đến bên Mã Soái lễ phép chào hỏi. Mọi người đi cùng cũng cúi đầu theo làm, Giang Mỹ tưởng đây là nghi thức chào hỏi đặc biệt, hai bên cứ cúi đầu chào nhau một hồi mới ngồi xuống. Mà lúc này hai bên bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu. Mã Soái cứ nói ra câu nào bên Phi Mã lại cho đó là mệnh lệnh mà làm theo. Đến mức Giang Mỹ và Mã Soái tranh cãi việc uống trà hay uống rượu, họ liền uống cả hai đến mức say hết với nhau.
mà qua đó họ lại có được một chút thông tin từ giám đốc Tôn, mà Giang Mỹ vì vui quá cũng quá chén nên Mã Soái đành đưa cô về nhà anh nghỉ ngơi vì anh không biết nhà cô ở đâu. Tỉnh dậy, Giang Mỹ tưởng mình bị Mã Soái đưa đi đâu nhưng sau khi nghe giải thích đã bình tĩnh lại. Hơn nữa, nhìn thấy quyển tạp chí của tập đoàn Phi Mã, cô còn khen anh chuẩn bị tốt trước khi gặp đối tác tối qua. Mà lúc này, chủ tịch Bạch Triệu Ức là cha của Mã Soái lên thăm con trai bất ngờ gặp họ. Giang Mỹ lại nghĩ rằng vì chuyện tối qua nên ông tìm đến tính sổ hai người, đến khi nghe Mã Soái giải thích mới hiểu ra mọi chuyện rằng hai người họ là cha con. Chuyển cảnh về nhà, Tư Tư đang ngồi tính thời gian lãng phí ở công ty. Trên đời này tôi chưa gặp trường hợp tính cái này bao giờ luôn các bạn ơi. Sau đó còn ra ăn cùng Thiên Nhiên cũng ghi lại đã nói những gì với nhau và cãi nhau cũng ghi luôn. Chuyển sang việc cô ngồi uống trà chiều ở công ty, sau đó cũng gọi Thiên Nhiên vào để cùng anh cãi nhau tiếp tục ngày hôm qua. Thiên Nhiên thấy vô lý quá nhưng vì chiều người yêu mà cố cãi nhau nốt cho kết thúc. Chuyển cảnh, phó chủ tịch Trịnh công ty đến để công bố quy chế quản lý mới của công ty. Được gọi tắt là chứng chỉ hành nghề người tốt. Về cơ bản, mỗi người sẽ được phát một số điểm nhất định, nếu ai làm sai sẽ bị trừ điểm. Điểm số đó sẽ bị quy ra tiền mặt để trừ lương, ai mà bị vượt quá sẽ bị điều chuyển công tác. Mà phòng kế hoạch bất ổn này vốn đã nhiều điều kỳ lạ nên vấn đề này họ coi như không có gì mà tiếp tục làm việc. Sau đó, phó chủ tịch tiếp tục đi vi hành, nào là kiểm tra nhà vệ sinh cho xếp hàng để đo nồng độ thuốc lá. Từ ngày có cái chính sách này khiến mọi người trong công ty khốn đốn. Đến cả tan làm còn không ai muốn về ngay vì sợ bị trừ điểm. Vì vậy, Tư Tư đã nghĩ ra cách cùng bàn với mọi người trong phòng để bảo vệ cuộc sống riêng của mình. Mà lúc này, phó chủ tịch Trịnh nghe thu hoạch của ngày hôm nay thì vô cùng mừng rỡ, dặn dò tiếp tục triển khai. Ngày hôm sau, phòng kế hoạch ba cùng nhau phối hợp để chống đối chính sách mới này. Nào là tìm cách xem điện thoại trong nhà vệ sinh không cần mạng rồi thì lên sân thượng không bị camera phát hiện. Mà bỗng nhiên hôm nay không tóm được ai vi phạm khiến phó chủ tịch Trịnh thấy lạ mà đi xem. Quả đúng là mọi người làm việc nghiêm túc khiến ông thấy rất lạ nhưng không làm gì được. Mà Mã Soái nhà không có gì ngoài tiền sắm ngay mấy chiếc xe vệ sinh di động và quán cà phê di động. Đặt tên là tiệm giải quyết u sầu để tranh thủ kiếm tiền từ nhân viên công ty, vừa giúp mọi người thoải mái mà bản thân anh cũng có thêm thu nhập luôn, đúng là cao kiến. Biết tin, phó chủ tịch Trịnh rất bực bội, không hiểu nhân viên đi đâu hết, bèn giao cho cấp dưới tìm cách giải quyết. Ngày hôm sau, cấp dưới thông báo phó chủ tịch Trịnh đã chịu thua, lại còn phát cho mỗi người tấm đệm ngồi để chuộc lỗi. Phi vụ phòng kế hoạch 3 tưởng chừng đã giải thoát mọi người thành công nhưng họ đâu biết rằng phó chủ tịch có kế hoạch khác. Một thời gian sau, bắt đầu có lời bàn tán về việc tiệm giải quyết u sầu bán thông tin nhân viên. Rồi hé lộ dần về thân phận chủ của tiệm giải quyết u sầu bắt đầu bị nhân viên công ty bàn tán. Điều này đến tai phòng kế hoạch 3 khiến mọi người cũng xôn xao. Mà họ đâu biết được chủ mấy tiệm đó chính là Mã Soái nhưng anh không thể giải thích công khai cho họ hiểu. Tình cờ Thiên Nhiên nhận được email rằng bị trừ 3 điểm do ngồi làm việc không đủ thời gian. Mà Tư Tư ngồi tính lại nhận ra số liệu này không thể thu thập từ tiệm Vạn Năng. Lúc này Tư Tư nhìn xuống miếng đệm được phát tặng mà nghi vấn. Quả nhiên dưới những tấm đệm này có máy theo dõi để phó chủ tịch nắm được lịch trình của họ. Đúng lúc Tư Tư được phó chủ tịch gọi vào nên mọi người lại có kế hoạch trả đũa mới. Mọi người chia nhau ra hành động, còn Tư Tư trong phòng phó chủ tịch vẫn ngồi nghe ông giảng đạo. Được một lúc, nhân viên liền tới báo cáo tình hình của nhân viên công ty đang hỗn loạn. Vì vậy, ông Trịnh đích thân đi kiểm tra, còn Tư Tư lúc này gắn theo dõi vào ghế phó chủ tịch Trịnh để kết nối sang mọi người. Lúc này, ông Trịnh tóm từng người ở phòng kế hoạch 3 lại để trừng trị. Nhưng chưa kịp nói lại nhớ đến Tư Tư đang ở phòng làm việc của mình mà vội đi về. Phó chủ tịch Trịnh không biết chuyện phòng kế hoạch 3 vừa bày mưu nên vẫn tiếp tục quản lý chặt chẽ. Để ngăn chặn nhân viên ra ngoài tiệm Vạn Năng trốn việc, đã ra quy định không cho mọi người ra ngoài không quá 3 lần một ngày, mỗi lần không quá 5 phút. Không cho ra ngoài thì Mã Soái lại mở phòng hát giải trí ở trong công ty luôn. Mọi người cùng nhau hát hò vui vẻ mà vẫn không phải rời khỏi công ty. Mà cùng lúc đó, thư ký của phó chủ tịch Trịnh đến gặp sếp Trịnh để nói rằng theo thống kê ông là người lười nhất. Nhưng sếp Trịnh không để thư ký nói mà nhất quyết muốn thư ký nêu ra người đó trong cuộc họp. Bước vào cuộc họp, thư ký sau đó nêu ra người lười biếng nhất là phó chủ tịch Trịnh khiến ông bất ngờ, rõ ràng không sử dụng đệm theo dõi lại có trong hệ thống. Lúc này sếp Trịnh liền nghĩ đến Tư Tư mà cho người gọi cô đến, nhưng chủ tịch lại bước vào, ông nói cho mọi người ở đó hiểu ra chân lý cốt lõi làm việc của công ty. Cấm đoán chỉ càng làm mọi người thêm gò bó làm việc không hiệu quả. Ngay ngày hôm sau, lệnh dỡ bỏ quy định và trả lại cuộc sống bình thường cho mọi người được phê duyệt. Trở lại với tình yêu công sở, khi Giang Mỹ cùng Tư Tư và Ngô Ý Mỹ đang nói về vấn đề này, tình cờ Thiên Nhiên cũng đến đó mua cà phê mà nghe được. Để tiếp tục đánh lạc hướng, họ lại tiếp tục những chiêu trò mới thể hiện sự ngăn cách tránh bị nghi ngờ. Nhưng đến tối lại trở về ôm ấp cạnh nhau, cùng nhau bàn kế đối phó câu chuyện tình yêu công sở. Ngày hôm sau ở công ty, có một người công ty tên Tiểu Phi đến phòng kế hoạch để chào tạm biệt mọi người, liền kể về chế độ nghỉ hưu mới của công ty. Mọi người nghe thấy vậy ai nấy cũng rủ nhau đi xem, đến khi Tiểu Phi ngẩng mặt lên đã không còn ai, đến nơi mọi người xếp hàng dài để chờ được xem.
Lúc này Đắc Phân bước ra trông mặt rất vui vẻ làm mọi người tưởng anh được nghỉ hưu sớm. Ai dè khi anh mở ra lại là làm việc không thời hạn mà đó lại là cái Đắc Phân muốn khiến mọi người khó hiểu cho anh. Tư Tư bước vào sau khi trở ra mọi thứ đúng như tính toán nên cô không có gì bất ngờ cả. Còn riêng Mã Soái không biết mục tiêu nghỉ hưu của cậu là gì mà máy lại tính ra cậu cần đi lùi, đúng kiểu đi lùi để về đích đây mà. Thiên nhiên vì sợ mà tận chiều tối mới quay lại máy để xem thời gian nghỉ hưu của mình. Sau khi xem thấy thời gian nghỉ hưu của mình cách Tư Tư tận 10 năm khiến anh thấy bất ổn, từ sau vụ máy dự tính thời gian nghỉ hưu xong mọi người ai nấy trong công ty đều hăng say làm việc. Sếp Ngư thì vui mừng vì như vậy mình có thể nghỉ hưu sớm. Còn giám đốc Diệu lại càng vui vì kiếm được nhiều tiền. Nhưng điều này lại ảnh hưởng đến giờ giấc của Tư Tư và Thiên Nhiên, vì muốn được nghỉ hưu sớm cùng bạn gái mà Thiên Thiên làm việc chăm chỉ về đến nhà vẫn làm. Chính vì vậy Tư Tư cùng Thiên Nhiên đã cùng nhau đi hủy hợp đồng nghỉ hưu sớm để cân bằng lại thời gian như trước. Chuyển cảnh sang phó chủ tịch Trịnh vì muốn nắm quyền công ty mà ông đang âm mưu thiết lập một dự định gì đó. Việc đầu tiên ông muốn làm là tiêu diệt phòng kế hoạch số 3. Vì vậy đã cho Trịnh Kỳ Quái là con gái của ông về làm nhân viên thực tập trong phòng kế hoạch 3. Cô này vừa đến đã gây phiền phức cho mọi người khiến Tư Tư nghi ngờ. Nhiệm vụ của phó chủ tịch giao cho con gái là lấy được toàn bộ cốt tham số của chương trình niên cao và phá hủy dữ liệu. Để hoàn thành nhiệm vụ cô tìm nhiều cách để lấy được dữ liệu chương trình niên cao, cô hách làm máy tính mọi người không sử dụng được để độc chiếm thao tác. Nhưng đúng lúc Thiên Nhiên đi qua va vào làm máy tính của Trịnh Kỳ Quái rơi xuống khiến mọi thứ lại bình thường trở lại. Thua keo này cô ta lại cố tình hủy bỏ hợp đồng của nhà cung cấp kế hoạch niên cao khiến giám đốc Diệu đau đầu. Nhưng việc nào khó đã có Thiên Nhiên lo, anh cố tình đặt nhầm bản hợp đồng khác vào đó nên bản hợp đồng của nhà cung cấp vẫn còn an toàn khiến Trịnh Kỳ Quái tức điên. Đã vậy Tư Tư còn cố tình đưa thẻ dữ liệu tham số cốt chương trình niên cao cho Kỳ Quái để cô ta giao cho bố mình. Phó chủ tịch Trịnh có được thẻ dữ liệu thì vui mừng muốn được xem và trải nghiệm. Ông cho nhóm kế hoạch một mô phỏng lại đúng những gì như trong thẻ dữ liệu sau đó một mình trải nghiệm chương trình niên cao của nhóm kế hoạch 3. Nhưng vừa trải nghiệm được một chút phó chủ tịch đã thấy có gì sai sai, ông định đi ra thì lại có một chú robot trong nghiên cứu đi đến ngăn lại. Ông đâu biết rằng những thứ này làm ra để cho vị phó chủ tịch này bị một vố lừa. Sếp Trịnh tỉnh dậy đã bị băng bó khắp mặt lại còn thêm cục tức nghĩ rằng con gái lừa dối mình nữa chứ. Sau khi giải quyết được rắc rối kia Thiên Nhiên tình cờ nhìn thấy quảng cáo mà nhận ra anh cùng Tư Tư chưa cùng nhau đi nghỉ dưỡng lần nào từ lúc yêu. Vì vậy đã đặt hai vé tắm suối nước nóng ở ngoại ô để cả hai đi nghỉ ngơi sau đó hẹn cô đến ngày sẽ xuất phát. Mà đúng lúc này sếp Ngư cùng giám đốc Diệu lại thống nhất cho phòng kế hoạch 3 đi leo núi. Mọi người ở phòng nghe thông báo xong đều ai nấy báo bận không muốn đi. Mà Tư Tư và Thiên Nhiên lại có lịch tắm nước nóng cuối tuần với nhau vì vậy Tư Tư đã nghĩ ra cách trốn tránh. Cô liền chạy đến gặp sếp Ngư để nói lý do cuối tuần có khách hàng lớn giả vờ muốn ông đi cùng. Nhưng vốn dĩ trùng với buổi đi leo núi cuối tuần này nên trưởng kế hoạch Ngư đã nói sẽ để cho cô đi một mình. Còn Thiên Nhiên xin nghỉ đi đám cưới thành công thoát khỏi buổi leo núi cuối tuần này. Cuối tuần đã đến hai người vừa đến nơi định đi tận hưởng một chút lại gặp ngay Mã Soái ở đó. Cả hai ngẩn ngơ không hiểu sao cậu lại ở đây thì được tin từ Mã Soái buổi leo núi đã hoãn lại. Mọi người chuyển hết sang nghỉ dưỡng nước nóng lại trùng với nơi Tư Tư và Thiên Nhiên đặt. Cũng may hai người nghĩ được lý do nhanh nói tránh được nghi ngờ của Mã Soái và sếp Ngư. Cả hai sau đó hẹn nhau đến cầu treo khóa để tình yêu bền chặt nhưng chưa thấy bền chặt đâu đã bị giám đốc Diệu đến phá bĩnh. Đã vậy đến tối Thiên Nhiên hẹn Tư Tư ở hồ nước nóng hoa hồng để có chút lãng mạn. Nhưng đúng là chớ trêu chưa kịp tắm đã gặp trưởng nhóm cắt khiến dự định tan thành mây khói. Nhưng ông trời không tuyệt đường ai bao giờ nên ít ra dự định cuối của họ cùng nhau ngắm trăng ngắm sao cũng thực hiện được mà không bị ai làm phiền. Buổi hẹn hò ở suối nước nóng bị bất ổn như vậy đó. Nhưng không hiểu sao Tư Tư vì áp lực chuyện yêu đương giấu giếm này hay sao mà lại âm thầm viết đơn xin nghỉ đến gặp trưởng kế hoạch Ngư để nộp. Lúc này không còn thấy vẻ mặt căng thẳng như mọi ngày mà thay vào đó là nét trầm ngâm nghiêm nghị. Nhưng vì đang trong thời gian nghỉ dưỡng nên ông dặn Tư Tư cùng vui vẻ nốt đợt này rồi về nói chuyện. Mọi người cùng nhau chơi trò chơi cùng vui đùa để tạo nên bầu không khí vui vẻ. Một lúc sau sếp Ngư mang đến một tấm thiệp dành tặng cho Thiên Nhiên. Khi mở ra lại là thông báo từ nay về sau anh sẽ được thăng chức lên làm trưởng nhóm phòng kế hoạch 3. Ước mong bấy lâu nay cùng sự vất vả của anh đã được đền đáp khiến anh rất vui. Mọi người cùng nhau chúc mừng cho thành quả này của anh. Lúc sau trưởng phòng kế hoạch Ngư gọi Thiên Nhiên và Tư Tư về chuyện cả hai xin nghỉ việc cùng lúc. Ông nói rằng sau khi đọc đơn xin nghỉ việc của hai người đã hiểu ra mọi chuyện nhưng không vì vậy mà phê duyệt cho hai người nghỉ. Ông không muốn vì chuyện quy định tình cảm của công ty mà mất đi hai nhân tài này. Vì vậy chuyện tình cảm của hai người họ được sếp Ngư chấp thuận tán thành. Buổi nghỉ dưỡng kết thúc mọi người về công ty cùng nhau ăn một bữa tổng kết sau đó mở hộp điều ước năm ngoái của mọi người ra xem. Đọc đến ai cũng có được những điều ước tốt đẹp và đều đã thành sự thật khiến mọi người rất vui. Họ cùng nhau hứa sẽ cố gắng một năm mới rực rỡ và đạt thật nhiều thành công. Và bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.
Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại để lại cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực ra thật nhiều video mới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.